Vâng, Tín Hiền chào bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh bác một số mã hàng mà em đang phân phối nhé. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn. Để các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng. Các bác kiểm tra và thanh toán nhé các bác nhé. Đấy, gọi điện trực tiếp theo hai cái số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình. Đấy, các bác đang nhìn thấy. Đó, gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đó, rồi em sẽ đi vào những mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, cái mã hàng đầu tiên em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo cắt tôn của Kabushi này. Đấy, về cho anh em thợ thuyền kim khí đầu năm làm nghề rất ok. Giờ là các bác sử dụng gia đình. Đấy, mình có cắt tôn, cắt lá thép thứ rất hợp lý luôn. Đấy, dòng kéo cắt tôn của Kabushi nhé. Đấy, hàng mới nguyên trong ví như này. Đấy, mới keng beng luôn. Kabushi Japan rất chất lượng nhé. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, cắt cực kỳ là ngọt luôn. Đấy, nó có cả cái lò xo trợ lực này. Các bác chỉ việc bóp vào thôi, đấy còn nhả ra là tự động là nó sẽ đẩy ra các bác nhá. Đấy, chỉ việc bóp vào thôi, cắt rất ngọt luôn. Nó thiết kế một cái góc vát 45 độ này, khi mà các bác cắt ấy, các bác chỉ việc đưa kéo thôi, không cần phải lăn lăn kéo như cái dòng kéo truyền thống là các bác cứ phải hay lựa lựa là lách lách nhưng rất là khó cắt, nhưng con này cắt các bác cứ đưa đưa kéo như kéo cắt bình thường thôi. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Đây. À, cắt thử cho bác luôn này. Đây đây ở đây em cắt giấy nhá, chứ còn các bác cắt tôn thì nó còn ngọt nữa. Đây này các bác nhìn này. Cắt giấy nhá. Đây này. Đấy, các bác có thể là cắt uốn gọn các kiểu các thứ luôn, rất hợp lý nhá. Đấy, đây là cắt giấy các bác nhá, chứ còn các bác cắt tôn thì nó cứng còn dễ cắt nữa. Đó, cắt rất ngọt này, giấy này, cắt kinh không? Ngọt không? Quá ngọt luôn. Đó. Cực kỳ ok. Đấy, cái này bên em bán khá là nhiều rồi, lưỡi của nó thì siêu sắc bén. Đó, hàng của Kabushi Japan nhá. Có phần khóa hãm này. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo cắt tôn. Bên em đang gửi bác một cái cây kéo cắt tôn này, giá của nó sẽ là đi 160k một cây nhá. Đây, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo cắt tôn của Kabushi. Đấy, kéo cắt tôn. Giá của nó sẽ là 160.000 một cây. Đấy, 160k một cây. Giá rất hạt rẻ, dễ mua mà sản phẩm rất chất lượng luôn, cắt rất ok. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ lấy ốc gãy cũng của Kabushi này. Lên mã anh em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Đấy, bộ lấy những cái đầu ốc gãy nhá, dùng rất là hay. Đây. Một bộ này sẽ gồm có là đi 5 cái đầu lấy ốc gãy. Đấy, nó thiết kế theo dạng là gian ngược. Đấy, khi mà các bác sử dụng này các bác tạo một cái lỗ. Đấy, sau đó các bác đóng cái này xuống và bắt đầu là các bác cứ quay thôi. Đấy, quay thì nó dạng gian ngược thì khi mà quay nó sẽ mút con ốc lên. Đấy thì nó sẽ lấy những cái đầu ốc mà nó bị gãy lên. Đấy thì một cái bộ này sẽ gồm có là 2 4 5 đầu nhá, từ to đến nhỏ. Đấy, đựng trong một chiếc hộp rất là nhỏ nha. Đấy, đựng trong chiếc hộp rất là gọn gàng nha, ok luôn. Đấy, đầy đủ. Đầy đủ các kích cỡ khác nhau luôn này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Đấy, bộ lấy ốc gãy đây này, nó có kích cỡ hết đây này, 1 2 3 4 5 này. Đó. Bộ lấy ốc gãy, bộ này thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 30.000 nhá. Hàng của Kabushi. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá, bộ lấy ốc gãy. Bộ lấy ốc gãy. Giá sẽ là 30k một bộ, 30.000 bộ thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đó, đây các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Không thể dùng tay hay kìm để vặn được. Lại đây tôi chỉ cho. Đầu tiên hãy cắt cho nó bằng phẳng, đánh dấu vào chính giữa. Xong rồi khoan sâu xuống chừng 5 ly là được. Dùng mũi tháo ốc gãy này, đặt nó vào đóng chặt xuống một chút. Sau đó dùng mỏ lết vặn ra là xong. Rất dễ dàng và nhanh chóng đúng không? Bộ tháo bù lông ốc vít gãy 5 chi tiết đã có trong giỏ hàng. Bác nào cần thì bấm vào bùa nhé. Đấy, các thấy không? Các bác chỉ việc mà khoan vào cái lỗ nhỏ này. Đấy, sau đó các bác đóng cái dụng cụ lấy ốc gãy nhem vào. Đấy, đóng cái bộ này vào này. Sau đó là các bác dùng một cái con cà lê và cái con kìm gì đấy các bác xoáy là nó sẽ theo dạng gen ngược là nó sẽ lôi lên. Đấy, các bác nhìn này, nó xoáy này. Đấy, xoáy là nó sẽ lên nhá. Xoáy lên rất dễ dàng luôn. Đây, đấy thấy không? Rất ok. Đấy, chuyên để các bác lấy những cái đầu ốc gãy nhá. Rất là hay luôn. Đấy, bộ dụng cụ lấy ốc gãy 5 chi tiết nha. Giá của nó sẽ là 30k bộ, hàng cũng của Kabushi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kìm cắt ống nước 42 nhá. Đấy, cái cây kìm cắt ống nước 42. Cây này thì bên em bán khá là nhiều rồi, cắt cực kỳ sắc bén luôn. Cái này thì các bác cắt ống nước từ ống tối đa của nó sẽ được là ống 42 nhá, tối đa là ống 42. Đấy thì về các bác chuyên để các bác cắt những cái con ống nước nhá. Đấy, cho đây các bác cắt này. Đấy, các bác chỉ việc bấm này. Đấy, nghe tiếng kêu rất thích nhá. Đó. Đấy, bấm tạch cái ok. Đấy, sau đó các bác lại tháo ra. Các bác lại bấm ok. Giá thì bình dân thôi, 100.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cây kìm cắt ống nước nhá. Kìm cắt ống nước cỡ sẽ là 42 trở về nhá. Đấy, kìm cắt ống nước 42. Kìm cắt ống nước 42 này. Giá của nó sẽ là 100k một cây.
100.000 thôi, 100.000 một cái cây kìm cắt ống nước cỡ từ 42 trở về đây. Em sẽ lấy cho bác cắt thử cho bác này. Đấy em sẽ cắt mẫu cho bác coi nha. Đây, đấy các bác chỉ việc cho này này, sau đó các bác bấm nhá. Đấy các bác bấm dần dần. Dần dần này, đấy dần dần. Đó, dần dần. Đó. Đây, để cắt lại bác coi nhá. Đó, các bác ngựa cho nó vào đúng cái mẫu của nó này. Đấy, bóp từ từ này. Bóp từ từ này. Đây nha, em làm lại bác coi nhá. Vừa nãy cắt hơi lỗi đây, các bác bập nó vào như này. Đấy cái phần đầu nhọn là nó sẽ bơm xuống trước này. Đấy nó sẽ bơm xuống trước, nó tạo thành một cái khe rãnh này. Đấy các bác bơm tiếp cho em. Đấy bơm tiếp này, nó sẽ ngập vào đó, thấy không? Rất ngọt ngào luôn. Đường ống cắt rất là mịn màng nhá, nó không bị ba via. Đấy cắt nó không bị ba via, bình thường là các bác cắt cưa này bị ba via rồi cắt rất là ngọt. Đấy, cái phần đầu nhọn là nó sẽ khớp xuống trước này. Đó, hướng dẫn các bác cắt luôn nhá. Đấy, các bác nhìn cái phần đầu nhọn là nó sẽ khớp xuống trước đấy, nó ngập luôn này. Đấy, sau đó các bác bấm này. Đó rất ngọt ngào nhá. Đó, ok luôn. Đấy, mịn mà ngon lành nhá. Đấy, chuyên để các bác cắt ống nước. Kìm cắt ống nước 42, cỡ 42 nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ khóa số này. Đấy, bộ khóa số chữ U, lên mã thì em sẽ cái bộ khóa số chữ U nha, em báo giá luôn. Cái này thì bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân, chỉ có 70.000 một bộ thôi. Lên mã thì em sẽ là khóa số chữ U nhá. Khóa số chữ U này. Đó. 70.000 một chiếc này. Đấy con này nó khóa bằng mã rất là ok. Các bác không cần phải cầm chìa cầm chiếc các thứ lằng nhằng. Đấy mình chỉ việc là mang này đi. Đấy không cần chìa chiếc đâu ạ. Rất nhạy luôn. Đây lấy cho bác con. Đó, không cần phải chìa nữa nhá, nó khóa bằng mã, khóa bằng mã. Đấy thì khóa thì các bác ấn vào bình thường thôi. Đấy ấn vào bình thường nha. Đấy thì khi mà bên em gửi đến thì mặc định mật khẩu thì nó sẽ để là 4 số 0 nhá. Đấy thì khi mà các bác xoay về 4 số 0, các bác bấm vào đây cho em, bấm vào bên hông này, bấm vào cái nút này này. Đấy là tự động nó sẽ mở ra. Còn các bác muốn khóa là các bác ấn vào, sau đó là các bác đảo cho em loạn số đi, đảo loạn số đi. Đấy là nó sẽ cứng ngắc luôn, không bấm được đâu nhá. Đấy, còn nếu mà các bác muốn mở thì các bác lại xoay cho em về số 0 nhá. Đấy, xoay cho em lần lượt về số 0 này. Đây. Đó, xoay lần lượt về 4 số 0 thẳng với lại cái vạch này này. Thẳng với cái vạch này, bấm cho em cái ra luôn, rất ok. Đấy các bác khóa cửa, khóa xe, khóa cộ không cần phải chìa nhá. Còn em hướng dẫn các bác luôn. Các bác muốn thay mật khẩu nhá thì đây, hướng dẫn các bác mà các bác chú ý đoạn này này. Để các bác xoay cho em cái các bác để cho em về đúng cái số mà nó đang mở khóa nhá. Đấy các bác xoay em cái này, xoay cái này. Đấy xoay cái này. Đó, xoay. Sau đó các bác ví dụ các bác đổi về 111 hết chẳng hạn này. Đấy, đổi hết về 1 nhá. Đây. À, 111 này thì các bác gióng thẳng cái này cho em. Đấy sau khi mà các bác đổi xong rồi thì các bác lại xoay cái này về. Đó, xoay lại xoay cái tay bên bên phải em này, xoay về. Xoay về nó thẳng chiều. Đấy là các bác đã đổi mật khẩu thành công nhá. Đấy bây giờ các bác khóa vào này. Đó các bác đảo số loạn lên này. Đấy đảo số loạn lên. Đảo số loạn lên các bác nhá. Đấy đảo số loạn lên. Đó, và bây giờ này các bác bấm này không mở được nhá. Đấy ví dụ đây em đang để về cho về 0 nhá là cái mật khẩu mặc định đầu tiên nhá, xem nó có mở được không nhá. Đó, cái đoạn này thì hơi dài dòng một chút, bác nào mà biết rồi có thể tua. Đấy bấm cái nó không ra nhá. Đây em chuyển về 1 hết này. Chuyển hết về 1 này, bấm cái này, ra luôn, rất ok nhá. Đấy, đấy là cái cách đổi mật khẩu nhá. Hướng dẫn lại các bác một lần nữa này. Đấy, bây giờ các bác muốn đổi về 0 này, các bác lại xoay cái nào cho em. Xoay cái tay bên phải này. Đấy các bác xoay tay bên phải nhá, xoay này. Đấy, sau đó là các bác đổi về 0 nhá. Đấy thì các bác lại đổi về 0, các bác chỉnh này. Đó, thẳng số 0 với nhau nhá. Đó, thẳng với cái vạch này. Lại xoay cái này về cho em, xoay về. Đấy là các bác đã đổi mật khẩu thành công. Ok có thế thôi. Đấy. Cái này thì em khuyến khích bác nào mà chưa rõ lắm thì thôi, tốt nhất là đừng nên đổi mật khẩu. Đấy, tránh tình trạng là nhiều bác là đổi xong các bác bảo là chết rồi, quên mật khẩu rồi thì em cũng xin nói luôn là nếu mà quên mật khẩu thôi, chỉ có bỏ đi đâu ạ, không ở đâu. Đấy thì em các bác chú ý nhá, nếu mà nó mặc định 4 số 0 như này là các bác cứ thế các bác dùng luôn, không cần phải đổi, vì đổi đôi khi nó rất là rắc rối, nhỡ các bác quên mật khẩu nó rất là lằng nhằng thì mình cứ để mặc định là 4 số 0 như này. Các bác cứ xoay cho em loạn đi gái là bắt đầu là cứ thế là bắt đầu là nó là về là các bác sử dụng thôi, không cần phải ấy, không cần phải đổi hết cho lằng nhằng. Đấy, xoay này là cứng đơ luôn này. Đấy, còn nếu mà các bác muốn mở thì các bác lại về 4 số 0 cho em như lúc đầu. Thế là xong, bấm cái là ra luôn. Rồi, ok rồi nhá. Đấy đấy là cái hay của cái sản phẩm này, không cần phải chia trước gì. Đấy, nó khóa bằng mật khẩu nhá. Lên mã cho em sẽ là cái khóa số chữ U. Đấy, bên em đang gửi bác giá sẽ là 70.000 một chiếc khóa chữ U nha. 70.000 một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây sạc dự phòng nhá. Đấy, cây sạc dự phòng hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan. Đấy, cây này thì bên em bán khá là nhiều luôn. Đấy, về các bác dùng để sạc cho điện thoại các thứ ok. Đấy, thì bộ sạc này sẽ đi kèm là có dây luôn này. Đấy, có dây luôn nhá.
có bốn cái đầu dây luôn đấy, bốn đầu dây chân USB này, và ba cái đầu dây còn lại là những cái chân phổ thông nhất, chân có chân iPhone này, chân Lightning này, chân Samsung dạng chân đời mới, chân Type-C đấy, và chân đời cũ của nó là chân Micro USB. Đấy, thì các bác có thể là cắm trực tiếp bằng cái dây này các bác sạc cho điện thoại này, còn nếu mà các bác không 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 muốn cắm bằng cái dây này thì các bác có thể là cắm qua cái cổng USB của nó ở đây nhá. Đấy thì nó sẽ có cái cổng USB đây và một cái cổng Type-C nhá. Đấy thì hai sẽ có hai cổng ra và một cái cổng bên hông của nó thì sẽ là cổng sạc vào nhá. Đây là cổng sạc vào này, thì đi kèm thì sẽ có là một cái cổng dây cáp nha. Thì cái con này nó dùng cái nguồn sạc vào của nó là cái nguồn sạc 5V 2A nhé. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác cắm vô là các bác sạc được cho cái cục sạc này rồi. Đấy, không cần phải quá là cầu kỳ nhá. Đấy. Và ngoài ra một cái hay của sản phẩm này là nó có thể là sạc không dây nhá. Đấy thì về các bác có cái điện thoại đời mới nó hay có cái chế độ sạc không dây thì các bác để đến đây để các bác sạc không dây cho cái điện thoại của bác nhá. Đấy, em nói luôn là cái chế độ sạc không dây này đấy là trong trường hợp là điện thoại các bác hỗ trợ nhé, điện thoại các bác hỗ trợ sạc không dây, còn nếu mà không hỗ trợ là không sạc được đâu. Đấy, nhiều điện thoại đời cũ là nó chưa có đâu, chủ yếu là điện thoại đời mới thì bây giờ nó mới có sạc không dây nhé. Đấy thì nhiều khi nhiều bác về hỏi bảo là sạc không được, đấy thì đấy là do điện thoại các bác là có hỗ trợ hay không nhá. Đấy, còn nhiều là điện thoại là nó không hỗ trợ đâu, thì nếu mà sạc không dây không được thì mình có thể là sạc bằng có dây cũng được, ok luôn. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái cây sạc dự phòng của Takasio Made in Japan. Đó, em báo giá luôn. Cây này thì mà hàng mới nguyên hộp luôn. Giá của nó thì sẽ là đi 230.000. Lên mã giúp em sẽ là sạc dự phòng nhá, 230k. Và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đó, 230k một cây sạc dự phòng, bao ship tận nhà nhá. Đấy, hàng rất ok luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chai xịt RV7 này. Rất nhiều bác hỏi thì đây. Đấy, hàng tiếp tục về để phục vụ các bác trong dịp đầu năm này cho anh em thợ thuyền này, rồi các bác sử dụng gia đình. Cái dòng này thì nó là dòng RV7 dạng chất bôi trơn đa dụng nhá. Đấy, ví dụ như cái chỗ nào nó đang rỉ sét này, ốc vít các thứ này, rồi là khóa khoách các thứ, là những cái chỗ nào nó đang kẽo kẹt. Đấy thì các bác dùng cái dung dịch này các bác xịt vào cho em. Đấy, chi tiết máy rồi. Đấy, rồi là bôi trơn nhá, bôi trơn rất là nhanh luôn, bôi trơn rồi là ví dụ như là những cái chỗ con ốc các thứ nó rỉ sét thì các bác xịt cho nó vào cho nó dễ dàng, nó tháo ra các bác nhá. Nó là chất bôi trơn đa dụng nhá. Đấy thì hay còn gọi là cái chai dung dịch xịt RP7. Đấy thì hiện tại em đang có hai mã, là một mã chai to và một mã chai nhỏ này. Chai nhỏ này thì cái dung tích này của nó sẽ là 247 ml. Đấy, và khi mà các bác mua thì sẽ có tặng kèm thêm là 25 g. Đấy thì nhiều bác hỏi là cái tặng kèm thì nó để đâu, thì em nói luôn là hàng tặng kèm thì nó để luôn trong này chứ không để đâu. Đấy, chẳng nhẽ nó để bên ngoài đó gì nó sẽ tặng kèm là bên trong chai luôn nhé. Bình thường là cái chai nó chỉ đến đây thôi. Đấy, khi mà tặng kèm thì nó sẽ cao hơn được một chút đó. Nó đi về các bác chỉ việc là sử dụng các bác xịt thôi. Đấy, nó lắc đều sau đó các bác xịt nhé. Đó, cái chai này là chai nhỏ. Chai nhỏ thì hiện tại em đang bán sẽ có giá là đi 35k nhé, 35k một chai. Đấy, 35k một cái chai RV7 mã chai nhỏ nha. Và nếu mà các bác muốn mua chai lớn thì chai lớn của nó giá của nó sẽ là 50k. Đấy, nó chênh nhau một ít. Đó thì tùy nhu cầu nhá. Chai lớn thì cái dung tích của nó sẽ là đi 350 g, tương đương với là 493 ml, gần 500 ml nhá, gần nửa lít đấy. Hàng này thì bên em cam kết với bác luôn là hàng chuẩn chính hãng của RV7 nhá, hàng made in Thái Lan. Và khi mà các bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra mở test thử. Đấy, nếu mà hàng mà các bác xịt mà nó có mùi thơm như kiểu mùi nước hoa ấy, thì mới là hàng chuẩn chính hãng các bác nhá. Còn nếu mà không phải thì các bác cứ giả về cho em. Đấy, cam kết với các bác là hàng chuẩn chính hãng 100% luôn, vì cái hàng này hàng nhái rất là nhiều. Đấy nên là khi mà các bác mua hàng thì các bác cứ nhận hàng kiểm tra nhá. Đấy, hàng cam kết là chuẩn chính hãng luôn. Chai nhỏ thì sẽ là 35k và chai lớn thì sẽ là 50k nhá. Đấy thì các bác lấy chai nào thì cứ báo nhé em. Lấy chai nhỏ thì báo nhé em, lấy chai lớn lấy báo nhé em nhá. Nhỏ 35, lớn là 50 các bác nhá. Xịt RP7 chất bôi trơn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây dìu sói này. Đấy, cho các bác đi rừng đi phượt, các bác mua về sưu tầm, mua về sử dụng rất hợp lý luôn. Đó, rất đẹp nhá, một cây dìu sói rất đẹp luôn đây. Con này cầm lắm luôn, ghê tay lắm vì nó rất là sắc nhá. Sắc lắm. Đấy. Lưỡi của nó cực kỳ đẹp luôn này, lưỡi của nó này, sắc dã man luôn, như dao luôn nhá, lưỡi của nó. Đây, hình mặt sói này, đấy, mặt đằng sau nhá. Đấy. Con này hàng thì của Nga ạ. Đấy. Hàng của nó thì sẽ hàng liền thân nhá. Tay cầm thì sẽ có ốp gỗ, vân gỗ lên cực kỳ đẹp, đinh tán đồng này. Đấy, hoa văn họa tiết cực kỳ ok. Phần này là phần dây nhá. Phần phần dây. Đấy, phần dây dây đeo có thứ rồi. Đấy, các bác có thể dùng để các bác bổ này, rồi là đằng đầu sau các bác có thể dùng vụ được mình phá kính cái thứ này. Đấy, đầu nhọn là sau. Đầu lưỡi đằng trước này. Đấy. Hình mặt sói lên in rất là đẹp luôn. Đó.
Rồi, lên mã cho em sẽ là cái cây dìu sói nhá. Đấy, khi mà mua thì sẽ có kèm cho bác là một cái bao đựng này nữa. Đấy, bảo vệ cái phần đầu dìu lưỡi dìu. Thứ nhất là nó không bị sứt mẻ cái phần đầu lưỡi này. Và thứ hai là nó không bị va chạm mọi người. Đấy, các bác sử dụng các thứ là không bị va chạm. Đấy, mua về sưu tầm, mua về sử dụng nhá. Cầm rất chắc chắn luôn, cầm nặng chắc lắm. Đó. Rồi, lên mã cho em sẽ là cái cây dìu sói nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái cây dìu sói này. Giá của nó sẽ là đi 250.000 một cây. Đấy. Dìu sói nhá. 250k và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship 250.000 một cây dìu sói bao ship nhá. Đó, hàng rất đẹp luôn. Đó. Sau và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bình giữ nhiệt này. Đấy. Tiếp tục về cho bác bình giữ nhiệt để các bác đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi lao động các bác mang nước mang lô đi rất hợp lý luôn. Bình giữ nhiệt của bao lơ của Nhật bãi nhá. Rất là xịn sò. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít thôi nhá. Khá là to luôn. Thoải mái các bác sử dụng. Mang đi mang lại. Đấy. Buổi sáng hoặc là cả ngày luôn. Đấy, mình cho nước vào đây các bác mang đi làm, đi chơi, đi lao động, đi du lịch này. Có cả phần lõi lọc nhá. Chất liệu thì sẽ là su 304 nhá. Đấy, hàng inox 2 lớp công nghệ mới, đó là công nghệ hút trên không. Nên là giữ nhiệt rất là tốt luôn. Cầm một chiếc bình rất chắc chắn, nặng trịch luôn. Đây, có phần quai sách đi này, lắp đậy ok luôn này. Đấy, lắp đậy chắc chắn luôn. Còn đây là phần lõi lọc luôn này, có cả cái phần lọc đây bên trong này. Đấy, chất lượng đó. Cầm chắc chắn cực kỳ luôn. Con này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Giá định rất là bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bình giữ nhiệt nhá. Đấy, bình giữ nhiệt 1,5 lít nhá. Cái này thì em đã test thực tế rồi. Giá của nó sẽ là 150k. Đấy, bình giữ nhiệt này. Bình giữ nhiệt 1,5 lít nhá. 1,5 lít giá sẽ là 150k một bình. Đấy, cái này thì em đã test thực tế rồi, giữ giữ đá các nhá. Giữ đá trong vòng là đi giữ đá trong vòng là 15 tiếng. Đấy, còn nếu mà các bác giữ nóng, giữ nước nóng. Giữ nóng thì trong vòng là khoảng tầm là 10 tiếng nhá, 10 tiếng. So với lại một chiếc bình mà giá như này mà cái công suất cái công năng mà nó đưa ra như này thì em thấy nó quá là ok rồi. Giá nó quá hợp lý luôn. 150k nhá. Bình giữ nhiệt 1,5 lít hàng của Bao Lơ. Giữ đá là 15 tiếng và giữ nóng thì là 10 tiếng nhá. Đấy, bình rất là đẹp chắc chắn luôn. Đây, thiết kế rất chắc chắn nhá. Đó. Quai sách các bác mang đi mang lại rất tiện dụng luôn nhá. 150k một bình. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ dây câu bình hàng của Butter Cable của Đức nhá. Đấy, bác nào mà hay đi ô tô thứ giờ thì hay cần cái bộ này. Đấy, về các bác dùng để câu bình, đấy câu từ bình nọ sang bình kia. Nhiều khi ấy là các bác đi ví dụ như là chẳng may là nó có chết ắc quy các thứ rồi thì các bác mua trong cái bộ này về nhá. Một cái bộ dây câu bình. Đấy, em báo giá luôn. Bộ này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi giá của nó sẽ là 170.000 bộ nhá. Dây câu bình các bác cứ lên mã giúp em sẽ được cái bộ dây câu bình hàng của Đức nhá. 170k một bộ dây câu bình nha. Đấy, hàng bãi của Đức. 170k bộ hàng mới keng luôn. Một bộ sẽ gồm có hai dây, một dây đỏ một dây đen. Nó có đánh dấu để các bác phân biệt âm dương. Đấy, và cái đầu kẹp nha. Đấy, hai đầu kẹp luôn nhá. Đây một đầu này và bên này là một đầu. Đấy thì các bác kẹp từ cái bình nọ sang bình kia để các bác sử dụng nhá. Con này thì dây đồng 100% luôn. Chất lượng lắm. Đó, bán khá là nhiều đây. Đấy bác con này. Đây. Dây của nó sẽ là đồng đồng thau 100% luôn này. Đấy đây. Dây đồng 100% luôn nhá, rất xịn sò. Cái phần cạp của nó rất chắc chắn nhá. Đó, phần cạp rất chắc chắn. Có phần cách điện đầy đủ hết luôn. Đó. Phần tay nắm cách điện đầy đủ ngon lành hết luôn nhá. Đó. Rất ok. Dây này của nó thì sẽ dài được là 3 mét một dây nhá. Đấy 3 mét một dây. Đấy 3 mét một dây. Thì một bộ này bên em đang gửi bác giá sẽ là 170.000 bộ này. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ dây câu bình hàng của Butter Cable của Đức nhá. Đấy. Công suất lên đến là 2000 ampere. Dây câu bình 170.000 một bộ nhá. 170k một bộ này. Theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ bấm móng Đức M3 này. Hàng bên em tiếp tục hàng về này. Đấy, bộ bóng Đức M3. Bộ này thì bữa trước nhiều bác hỏi nhưng mà đang bán hết hàng. Thì đây, hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Bộ này thì giá đợt này cũng đang xả kho chỉ còn có 100.000 một bộ thôi. Bữa trước đang bán là 130.000 đấy. Ở này về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. 100.000 một bộ nha. Đấy, lên mã nha, sẽ là cái bộ bấm bóng Đức M3. Đấy, 100k một bộ. Đây, một bộ thì mới keo nguyên hộp nha. Đựng trong một chiếc hộp nhôm rất là đẹp. Đấy, logo thương hiệu của Nguyên Linh này. Đấy, Nguyên Linh của Đức nha. Thì bên trong thì sẽ gồm có là ba cái bấm móng. Một bấm móng to. Đấy, một dạng rất là to luôn này. Đấy, đây, logo Nguyên Linh này. Chắc chắn chất lượng, cầm một chiếc bấm móng nặng trịch luôn. Một chiếc thứ hai là chiếc nhỏ nhỏ này. Và một chiếc thứ ba là một chiếc bấm móng khéo nhá. Đấy, cái này thì chuyên các bác sử dụng bấm những cái khóe móng chân móng tay rồi các bác dùng cái con chéo này cho em này, các bác xà này. Đấy, chắc chắn chất lượng lắm, sắc bén vô cùng luôn, cắt cực kỳ ngọt, riêng cái dòng Đức này yên tâm rồi, cắt rất là ngon nhá.
lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm bóng Đức M3 nhá, cái bộ bờ mai M3 đi. Bộ này thì bên em đang xả cho bác giá có 100.000 bộ thôi, 100k một bộ như này. Đấy, mới nguyên hộp luôn, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Đấy, rất đẹp luôn đây, một bộ đấy nha, đựng trong một chiếc hộp nhôm cũng rất ok. Đấy, hộp nhôm có đủ cá luôn nhá, là 100k một bộ nhá, mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bấm bóng Đức M3 3 móng nhá, là 100k một bộ như này. Dạ, và tiếp theo thì một số cái mã hàng về dòng thuốc bên em thì đây, lên luôn cho bác cái hũ cao ngựa này, một hũ này là 30g nhá, chuyên cho bác trị nứt gót chân. Đấy, rồi bác nứt nẻ khô da chân tay, các bác mua cho em cái loại về bôi, chút chút 100% từ cao ngựa nhá, nên về các bác sử dụng yên tâm, rất an toàn và sử dụng rất hiệu quả luôn. Đấy, đây nó là dạng kem bôi này, đấy nó là dạng kem bôi. Đấy, thì về các bác cứ sử dụng này, các bác bôi trực tiếp vào gót chân, gót tay, những cái chỗ nào nó đang bị nứt nẻ chân tay, bị khô da nhá, các bác bôi cho em rất nhạy luôn. 20k một hũ nhá, 20k một hũ này thôi. Lên mã cho em sẽ là cái hũ cao ngựa nhá, trị nứt gót chân tay. Đó, 20k. Đây, cao ngựa này. Đấy, lọ cao ngựa nhá. 20k một lọ thôi. 20k một lọ, cái này bên em bán khá là nhiều, mùi thơm thoang thoảng mà dưỡng ẩm rất là tốt nhá. Đấy, đặc biệt là bác nào đang nứt nẻ chân tay, nứt gót chân các thứ nào, các bác bôi cho em. Đấy, khỏi luôn. Rất nhạy luôn đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Giờ ai gặp em cũng hỏi dùng sản phẩm gì mà hay dữ vậy, cho xin bí quyết các kiểu. Em nói thật là em chỉ dùng mỗi tuyết kem giảm nước gấp này thôi á. Mùa đông trời khô lạnh, anh chị nào mà gấp chân bị nước nẻ giống em thì bấm vào mua ngay để xài thử lên này nha, không làm anh chị thất vọng đâu. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, lọ cao ngựa trị nứt gót chân, trị khô da, đấy, nứt nẻ chân tay nhá. 20k một cái lọ cao ngựa nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lọ thuốc bôi bọ cạp này. Đấy, cho bác nào hay đau nhức xương khớp này. Đấy, rồi là các bác đau người, các bác mua về bôi nhá. Chiết xuất thì thành phần ví dụ như là bọ cạp này, rắn này, rồi là rết này. Đấy, rất là hiệu quả luôn. Một típ này là 20g, nó là dạng thuốc bôi, dạng thuốc kem bôi nhá. Đấy, đi về đau nhức xương khớp, đau người, đấy về các bác mua cái típ này về các bác bôi. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy, mà giá nó cũng rất là bình dân, hạt rẻ luôn. Chỉ có là đi 30k một típ này thôi. Lên mã giúp sẽ là cái thuốc bôi bọ cạp nhá. Đấy, thuốc bôi bọ cạp. Thuốc bôi bọ cạp nhá, trị đau nhức xương khớp, đau người. Đấy, 30k nhá. 30k một típ thuốc bôi bọ cạp này, 30k một típ. Một típ này là 20g. Đấy, nó dạng thuốc kem bôi nhá. Đấy, rất hiệu quả và bán rất là nhiều. 30k một típ nhá, thuốc bôi bọ cạp. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái này là cái thuốc ngứa này. Cũng nhiều bác khỏi cái thuốc ngứa ông già lắm này. Cực kỳ nhạy luôn, là bán cũng rất là nhiều. Đấy, nói chung là những cái dòng thuốc bên em thì các bác yên tâm về chất lượng đi. Đấy, bên em tuyển những cái thuốc mà nó phải có tác dụng. Đấy, dùng các bác thấy ok. Đấy, nói chung là cái này em bán cực kỳ nhiều, có những bác mua một phát là 20 típ luôn, về phát cho cả nhà. Đấy, vì nhiều bác rất hay bị ngứa. Đấy, nhiều bác bị ngứa này, rồi là nấm này, hắc lào, lăng ben, các bác bôi cho em cái loại này cực kỳ ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái típ thuốc ngứa nhá. Một típ này thì cũng giá bình dân thôi, chỉ có 20.000 một típ thôi nhá, 20k. Đấy, thuốc ngứa hình ông già này, 20k nhá. Một típ này của nó sẽ là 15g. Đấy, 15g. Giá thì hạt rẻ là 20k. Nhiều bác chắc là nhiều bác biết cái thuốc ngứa xanh này rồi, mà em cũng bán, mà do các bác cảm ơn các bác là các bác cũng giới thiệu giúp em, nên là em bán rất là được nhiều luôn. Đấy, các bác giới thiệu bảo là thuốc này bôi rất ok. Bôi vào cảm giác nó mát, nó dịu mà nó hết cơn ngứa luôn. Đấy. Một típ này là 15g nhá. Đấy, một típ là 15g, nó là dạng thuốc bôi thuốc ngứa nhá. Đấy, thuốc bôi ông già, thuốc bôi ngứa ông già. 20k một típ nhá, 20k một típ thuốc bôi ngứa ông già nhá. 20k thôi, giá rất bình dân hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất nhạy luôn. Đấy, bán rất nhiều rồi. Đó, lên mã cho em sẽ là thuốc ngứa ông già nhá. 20k một típ nhá. Tiếp theo thì là thuốc trĩ này. Đấy, cũng nhiều bác hỏi em thuốc trĩ này, thì đây, có thuốc trĩ luôn. Thuốc trĩ thì cũng là 20k luôn nhá, thuốc trĩ cũng bán rất là nhiều. Đấy, thuốc trĩ cũng là dạng thuốc bôi ngoài da nhá. Đấy, thuốc mua cũng là thương hiệu ông già luôn, cũng 20.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc trĩ. Đấy, thuốc trĩ nhá. 20k nhá, 20k một cái típ thuốc trĩ nhá. Đấy, 20k một típ thuốc trĩ. Nhiều bác hỏi là thuốc bên em thì còn hạn sử dụng không, thì các bác yên tâm nhá, đết vẫn còn rất là dài. Đấy, ví dụ như là cái sản phẩm này này, đết của nó là đến là đi 2025 này này. Đấy, 2025 nhá, nên là có yên tâm nhá. Toàn những cái dòng thuốc đết dài thôi, nên là các bác yên tâm về chất lượng. Và bên em tuyển chọn rất là kỹ, lựa chọn rất là kỹ. Đây là típ thuốc trĩ nhá. Một típ này là 20g. Đó, cái này thì chuyên cho bác bôi trĩ ngoài da. Đó, chuyên cho bác bôi trĩ ở ngoài nhá.
bôi rất là nhạy luôn, bán rất là nhiều, 20k một típ thôi. Lên mã giúp em sẽ là thuốc trị nhá, 20k một típ, cũng thương hiệu hình ông già. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái thuốc xịt xoang. Đấy, nhiều bác hay bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng này. Đấy, rồi là dị ứng thời tiết các thứ này, các thứ hoặc là mũi miếng các thứ là nó không thông, thì các bác mua cho em cái lọ này về các bác xịt. Đấy, cái này là thuốc xịt xoang nhá. Đấy, cái này thì date của nó đến 2025 luôn này. Cái này thì giá của nó sẽ là đi 40k một lọ nhá, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc xịt xoang nhá, thuốc xịt xoang mũi nhá, chuyên cho các bác xịt xoang mũi. 100% thành phần từ thảo dược thiên nhiên này. Đấy, 100% thành phần từ thảo dược thiên nhiên. Đấy, cái này thì xịt rất là ok luôn, xịt phát ra thông mũi mát họng luôn. Cái này đi thoảng em cũng xài mà. Đó, dùng thích lắm. Nó là dạng xịt nhá, thì về các bác chỉ việc là cho vào lỗ mũi các bác bóp cho em. Đấy, bóp là sẽ xịt ra có thế thôi. Đấy, dạng bóp này, cứ thế cho lỗ mũi các bác bóp cho em là nó sẽ xịt ra có thế thôi. Dùng rất dễ xài, dễ sử dụng luôn. À, một cái lọ này là 40k một lọ nhá, 40k một lọ. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc xịt xoang mũi nhá. Thuốc xịt xoang mũi nhá. Một chai này là 20ml. Đấy, dung tích là 20ml, chuyên cho bác xịt xoang mũi là 40k một lọ nhỉ. Kho luôn cho bác đó là cái dòng cưa dây. Đấy, hôm nay em sẽ xả luôn cái mã luôn. Đấy, bữa trước đang bán cho bác là 40.000 một cái sợi cưa dây này. Hôm nay em về cho bác mức giá mới chỉ có 20.000 một sợi thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cưa dây này. Đấy, cưa dây. Cưa dây nhá. Đấy, này là dạ sợi cưa nhá. À, nó là sợi dây nhưng mà nó có những cái lưỡi cưa nên là khi quá dụng rất là hay. 20k nhá, 20k một cái sợi cưa dây này, dùng rất tiện dụng này. Về các bác sử dụng anh em thợ điện nước này, rồi là các bác sử dụng cưa những cái chỗ vị trí khó. Bình thường là những cái con cưa to các bác không lách vào đâu, nhưng mà cái con này nó là dạng cưa dây nên là các bác luồn lách vào những cái vị trí khó các bác cưa nó rất là tiện nhá. Đấy, cưa gỗ này, cưa ống đường ống nước các thứ này rất tiện dụng luôn. Đây, ở đây nó có những cái mắt lưỡi này rất sắc luôn. Đó, các bác luồn vào sau đó là các bác là móc hai tay vào cái móc này, sau đó các bác kéo đi kéo lại cho em. Đấy, kéo đi kéo lại là ok luôn đó. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sợi cưa dây nhá. Đấy, sợi cưa dây bên em đang gửi bác một cái sợi cưa dây này, như này là 20k một sợi thôi, chỉ 20.000. Hôm nay em xả kho sập sàn cái mã luôn. Đấy, để các bác chốt nhanh. 20k mua về sử dụng rất hay. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem này, kéo gặp những ta như này thì chỉ có bó tay thôi. Nhưng em cưa dây bé hạt tiêu này thì lại xử lý ngon ơ luôn. Đấy, những cái vị trí khó này bình thường là các bác không thể lách kéo lấy kia vào đâu, nhưng mà con này các bác cho vào các bác. Đấy, các bác kéo này. Đấy, kéo rất ngon luôn nhá. Đấy, những cái vị trí khó góc này, những cái con ống nước thứ ở những cái góc tường bình thường là máy cắt không phải lách được đâu, nhưng con này là nó làm được luôn. Đấy, các bác lách vào các bác kéo cưa cắt cho em nhá. Đường ống nước các thứ là anh em thợ điện nước các bác sử dụng gia đình này, cưa gỗ cưa các thứ này. Đấy, những cái chỗ to này thì không thể bao giờ lách vào được mà cắt đâu, chỉ có dùng cái cưa này thôi nên là dùng rất là hay nhá. 20k một cái nhá, 20k một cái sợi cưa dây này, 20k. Lên mã giúp em sẽ là sợi cưa dây nhá, 20k. Rồi cái mã hàng tiếp theo em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái nắp cống đồng. Hôm nay em xả luôn cái mã này luôn. Bữa trước đang bán bác là 70.000, hôm nay về bác mức giá rất dễ mua, chỉ cần có là đi 40k thôi. 40k lên mã giúp em sẽ là cái nắp cống đồng. Cái này thì sẽ có chức năng là chắn mùi này, rồi là chống côn trùng nó chui lên từ đường cống nhá. Đây thì nguyên lý động của nó thì về quá cứ cho vào cái nắp cống như mình bình thường. Đấy, bình thường là nước xả thì đây nó sẽ gạt cái lẫy này thì nó sẽ chảy nước xuống bình thường, còn khi mà bình thường nó sẽ đóng kín lại nhỉ. Đấy, mùi hôi là nó sẽ không bốc được nhá. Thứ hai là côn trùng có thứ là nó không chui từ đường cống được, rất là kín luôn. Đấy, mà cái sản phẩm này 100% nó bằng đồng thau nên là về các bác dùng cũng rất là bền. Đấy, bình thường là các bác để này là nó sẽ đóng kín luôn. Đấy, đóng kín luôn. Đấy, khi mà con nước chảy thì nó sẽ mở cái van này ra. Đấy, còn không thì nó sẽ đóng lại. Đấy, đóng kín như này rất hay. Đó, nắp cống đồng chắn mùi nhá. Đấy, 100% là đồng thau nguyên khối luôn, dùng rất là bền. Giá bên em đang gửi bác giá rất tốt luôn, 40k một bộ này các nhá, 40k một cái bộ này. Cái này thì đường kính của nó từ đây sang đây là 4cm nhá, 4cm. Đi về các bác xem cái nắp cống cho mình xem, vừa là bác mua về lắp vào rất hay. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Khi sử dụng van ngăn mùi hôi bằng đồng như này nhá các bác nhá. Có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính đấy các bác nhá. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nhé các bác nhé. Đấy, khi mà có nước là nó sẽ xả bình thường, còn không thì nếu mà không có nước là nó tự động nó sẽ đóng lại nhé. Rất là có hay. Lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính nhé các bác nhé. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nhé các bác nhé. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, dùng rất là thông minh luôn. 40k một triệu nhá, 40k một cái chiếc nắp cống đồng chắn mùi nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn mã xả luôn các bác, cái đó là cái dòng búa vàng mini này. Đấy, một cái cây búa rất là nhỏ xinh xinh này, về các bác hay gò gõ những cái dạng chi tiết nhỏ rồi anh em cũng như là thợ kim hoàn các thứ rồi. Đấy, cần những con búa nhỏ này để các bác gõ gò này rất hay. Đấy, cái con này thì nó đa năng,
ngoài chức năng là búa thì nó bên trong này. Đấy, các bác mở ra thì bên trong nó còn có cả những cây tô vít nhá. Đấy, mấy cái đầu tô vít cơ, đầu cộng này. Đấy, đầu cộng, đầu trừ có đủ cả luôn nhá. Đầu ba ke này, đầu dẹt này. Đó, rồi là đầu búa này. Đấy, thì khi mà lắp vào bình thường là nó sẽ thành một chiếc búa. Còn nếu mà các bác muốn tháo ra, các bác muốn dùng tô vít thì các bác tháo nó cho em. Đấy thì nó sẽ thành những cái cây tô vít nha. Nhỏ nhỏ như xinh này để các bác tháo nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, thì lúc nào mà dùng búa thì các bác lắp vào, lúc nào mà muốn dùng tô vít thì các bác tháo ra. Đấy, bên trong là nó có, bên trong này là nó có đầy đủ cả đầu vít các thứ bên trong hết luôn. Đấy. Đây, rất nhỏ gọn này, một cái đầu bằng này, một cái đầu nhọn nhọn này. Các bác gò gõ những cái đồ nhỏ nhỏ là xinh xinh ok. À, báo giá bác luôn, bữa trước bên em đã gửi bác là giá một cái cây búa vàng mini này, bữa trước đang bán là 100. Hôm nay em xả bác mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có 60k một cây thôi. Đấy, búa vàng mini nhá, 60.000 một cây. Đấy, hai đầu gõ gõ rồi là có cả đầu vít bên trong luôn nhá. Đấy, ba đầu vít luôn. Đầu ba ke, đầu dẹt có đủ luôn. 60k một cây nhá, một chiếc búa rất là hay. Đấy, về các bác sử dụng, anh em thợ thuyền dùng ok luôn. Tiếp keo điện thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ các bác nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái băng keo điện này, hàng bãi Nhật. Đó, cực kỳ xịn luôn. Em báo giá luôn, bên em đang bán một cuộn lẻ thì sẽ là một cuộn là 10k. Đấy, còn nếu các bác mua nhiều, mua cả cân thì mua cả cân thì giá nó sẽ tốt hơn. Mua cả cân thì 1 kg thì 1 ký thì sẽ là 80k 1 ký. Đấy, các bác lấy nửa ký là 40.000. Đó, tùy nhu cầu thôi nhá. Có thể lấy nửa ký hoặc có thể lấy cả ký. Hoặc là các bác mua lẻ dùng ít thì mình có thể mua một cuộn được. Một cuộn là 10.000. Đấy, 1 kg là 80.000. Còn các bác có thể lấy nửa ký thì là 40.000 các bác nhá. Đấy, dòng băng keo điện hàng bãi nhá. Nếu mà các bác mua thì bên em sẽ bốc xô các bác lẫn lộn nhá. Hàng này thì em nói luôn là hàng nó sẽ có cuộn to, cuộn nhỏ, cuộn dày, cuộn mỏng, cuộn lớn, cuộn bé lẫn lộn. Nhưng mà được cái là cái dòng băng keo rất là đặc trưng là siêu dính. Đấy, siêu dai. Đấy, và siêu mỏng nhá, dùng rất là thích luôn. Các bác nhìn này, cái phần lõi nó rất là mỏng này. Đấy, bình thường là các bác mua những cuộn băng keo có lõi rất là dày, nhưng con này là lõi rất là mỏng nên là nó được rất là nhiều băng keo. Đấy, được rất nhiều băng keo nhá. Nói chung là tính về kinh tế cái này rất là tiết kiệm và tiết kiệm chi phí rất nhiều luôn. Đấy, cho anh em thợ thuyền cuốn dây điện ở trước này, các bác cuốn cây cảnh các thứ cũng mua rất là nhiều bên em này. Đó. 1 ký là 80.000 nhá, 1 kg là 80.000, lấy nửa ký là 40. Các bác lấy lẻ một cuộn một thì bên em đang bán các bác là 10k một cuộn nhá. Bán lẻ một cuộn là 10k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bọc thức ăn này. Lên mã em sẽ là cái bọc thức ăn nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái bọc 100 cái này, giá chỉ có 10.000 thôi. Bọc thức ăn này, đấy, bọc thức ăn nhá. Một túi này là 100 cái, giá sẽ là 10k một túi nhá. 10.000 một túi, giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua. Đây. Thì bên trong nó sẽ gồm có 100 cái bọc nhỏ này. Về các bác chuyên để các bác bọc thức ăn, bảo quản thức ăn rất tiện. Đây, nó là những cái bọc này. Và ở đây nó có sợi chun co giãn này. Đấy, bình thường ví dụ như em đang có một cái bát thức ăn ở đây. Đấy, em muốn bọc lại để bảo quản, ví dụ các bác để vào. Đấy, để vào để lên mâm bà, nó không bị ruồi bâu thứ này. Rồi là không bị vi trùng vi khuẩn nó vào này. Rồi là ví dụ như là các bác để trong tủ lạnh, bảo quản trong tủ lạnh mình đậy vào. Đấy, để nó không bị mất mùi mất vị thức ăn, rồi nó không bị bay mùi ra tủ lạnh nhé. Thì các bác mua cái này về các bác chụp vào. Đấy, chụp vào rất ok. Căng đét lên luôn này. Đấy. Cái này thì bát này bát to nhá, còn nếu mà không thì các bác muốn dùng bát còn có lại bát to nữa vẫn dùng luôn. Thì cái này nó đây này, cái này nó co giãn này. Đấy, cái này nó có thể là co giãn nhá, nên là bát to bát nhỏ là các bác vẫn có thể chụp hết luôn. Đó. Một túi này là 100 cái nhỏ nhỏ nha. Đấy, 100 cái chụp nha. Đấy, 100 cái chụp này. Và cái này thì nếu mà các bác dùng cẩn thận có thể dùng được nhiều lần luôn. Đó. Lên mã như em sẽ là cái túi bọc thức ăn nhá. Một túi bọc thức ăn này là 100 cái. Đây. Nó cứ nhỏ nhỏ hết này. Đấy, thì các bác cứ dùng đâu các bác lấy đến đấy. Còn không thì các bác cứ treo lên nha, treo lên nha. Đó. Bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn bọc một túi là 100 cái với giá chỉ có 10.000 thôi. Giá rất hạt rẻ, bình dân, dễ mua. Đấy. Nói chung là cái sản phẩm này nên mua, các bác mua về sử dụng cho gia đình nhà mình. Bọc bảo quản thức ăn các thứ là rất hợp lý luôn. 10k một túi nhá, cứ bán 10k một túi nha. Đó, một túi này là 100 cái này. Tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ set thìa vàng mạ vàng 24k nhá. Đấy. 9 số 4 rất ok luôn. Đây, một set thìa mạ vàng cực kỳ đẹp, nó sẽ gồm có là 2 4 6 cây nhá, 6 cây với giá thì cũng rất là bình dân. Chỉ có là đi 30.000 một set này thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái set thìa vàng. Đó, một set này thì em báo giá luôn. Đang gửi bác một set thìa vàng đẹp nha, chỉ có 30.000 thôi. Đấy, lên mã em sẽ là set thìa vàng 6 cây nhá. 30k một set nhá, 30k một set đây. Nó sẽ mạ vàng rất đẹp nha. Đấy, mạ vàng rất đẹp này. Đó. Thì sẽ gồm có 6 cây, về các bác sử dụng cho cả gia đình nhà mình ăn, các cháu nhà mình ăn uống cái thứ rồi. Đấy, mình ăn ok luôn. 2 4 6 cây này. Cái phần đầu đó thì làm kiểu dạng giả đá này, vân 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 giả đá rất đẹp luôn nhá. Đó. 6 cây xìa này mà giá chỉ có 30.000 thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Đấy, mới keng beng luôn nhá, mới luôn các nhá, chứ không phải hàng cũ đâu nhá, hàng mới luôn đấy. Hàng thì mới keng luôn đấy. Hàng kiểu dạng hàng thanh lý siêu thị nhá. 30k một set nhá, 30k một set
thìa vàng 6 cây nhá. Đấy, 30k một set thìa vàng 6 cây. Dạ vâng, tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ nắp cống nhựa chắn mùi. Đấy, cái này về bác nào nhà vệ sinh có này, hay có cái món mùi hôi thối ở cống nó bốc lên thì về các bác mua cho em cái cống này về. Đấy, cái cống này thì thiết kế dạng là cống một chiều nhá. Đấy, kiểu dạng fan một chiều, nó chỉ có đẩy xuống, nó còn là khi mà đẩy lên thì nó sẽ tự động là sẽ đóng kín lại đây này, coi nhìn này. Đấy, nó có phần lõi đẩy lên là tự động nó sẽ đóng kín lại các bác đỡ mùi hôi nhá. Đấy, mà vẫn có thể dùng cái cống này làm cái cống để các bác thoát nước ok luôn. Đây nó có phần lưới lọc này. Đấy, lưới lọc, còn đây là cái phần miệng dưới nó này. Đấy, về các bác ấn xuống sau đó các bác xài thôi. Con này nó sử dụng cái dạng silicon. Đây là khi mà các bác sử dụng rất là dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng nhá. Giá thì bình dân vô cùng luôn. Lên mã cho em xem cái bộ nắp cống chắn mùi nhá. Bên em đang bán một cái bộ nắp cống chắn mùi nha, với giá sẽ là đi 20k nhá, 20k. Lên mã cho em xem cái nắp cống nhựa nhá, nắp cống nhựa chắn mùi. Đó, đang bán bác là 20k một cái thôi, chỉ có 20.000, giá rất hạt rẻ, dễ mua. 20k một cái, về các bác lắp đặt vào cái cống nhà mình cho đỡ mùi lên nhá. 20k, đấy, thiết kế rất là thông minh bây giờ, và giá rất hạt rẻ bình dân. Và cái dòng nhựa này các bác dùng thì siêu bền rồi, nếu mà các bác dùng làm nắp cống thì siêu bền luôn, không biết đến bao giờ hỏng nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Tắm bốc mùi hôi khó chịu, da và tóc trượt xuống cống gây tắc nghẽn, côn trùng và vi khuẩn tràn lên theo đường ống. Bộ nắp phễu ngăn mùi thoát sàn chống trào ngược là sản phẩm dành cho bạn. Sản phẩm sẽ giúp bạn ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn, thoát nước dễ dàng, xóa bỏ nỗi lo tắc cống. Bộ nắp phễu ngăn mùi lắp đặt dễ dàng, bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm chi phí vì sản phẩm thay thế các loại nắp inox đắt đỏ kém hiệu quả. Giờ đây bạn chỉ cần bỏ ra chi phí rất nhỏ mà vẫn đạt được hiệu quả vượt trội. Đấy, chi phí bỏ ra rất là nhỏ, chỉ có 20.000 bộ thôi, về các bác sử dụng xài rất là hay. Đấy, đỡ mùi nó bốc lên, các thứ đỡ côn trùng nó chui lên nhá. Đấy, vừa an toàn sức khỏe mà rất là tiện luôn. 20k bộ nhá. Lên mã cho em sẽ là cái nắp cống nhựa chắn mùi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp tinh dầu Dubai, một hộp là 5 lọ nhá. Đấy, hàng của Made in Dubai này. Một hộp này sẽ gồm có là 5 lọ tinh dầu trong này. Đấy, rất là thơm luôn, và cái mùi thơm toàn bộ là 5 mùi nó đều khác nhau nhá. Đấy, lưu hương cực kỳ lâu. Hàng chuyên tinh dầu của Made in Dubai. Đấy, Made in Dubai này. Đằng sau này sẽ có mã code, mã vạch đầy đủ luôn. Đấy, mã code, mã vạch đầy đủ hết luôn nhá. Made in UAE này, rất xịn sò luôn. Một hộp này sẽ gồm có là 5 lọ nhá, 2 4 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Đấy, thoải mái các bác sử dụng luôn. Đấy, đi chơi đi tiệc, đi nọ đi kia giờ. Đấy, có tất cả các mùi khác nhau nhá. Dành cho chị em phụ nữ hoặc đàn ông đều được hết nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái hộp tinh dầu Dubai 5 lọ này, với giá thì cũng rất là bình dân. Đấy, tinh dầu Dubai. Tinh dầu Dubai. Với giá một hộp này là 5 lọ sẽ là đi 70.000 các bác nhá. Lên mã em sẽ là một hộp tinh dầu Dubai, là bán cả hộp luôn nhá, không bán lẻ nhá. Là một hộp này là 70k. Đấy, cho 5 lọ nhá. Hàng của Made in Dubai, Made in UAE đấy, rất xịn sò luôn. Đây một hộp rất đẹp, 5 lọ này, mùi rất là thơm nhá, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Cái dòng tinh dầu này thì các bác biết rồi. Đấy, nó chiết xuất 100% là từ tinh dầu luôn, nên cái tinh dầu rất là đặc. Đấy, không bình thường là các bác hay mua những cái dạng nước hoa thì nó pha ra có nước rồi. Đây là dạng tinh dầu, nghĩa là dạng nguyên chất luôn, nên là xài rất là ok. 40k nhá, 40k, 70k nhá, xin lỗi bác, là 70k một hộp tinh dầu Dubai 5 lọ này. Đấy, 70k một hộp, giá rất là rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên, hàng cũng của thương hiệu Willing này. Đấy, một hộp này sẽ gồm có là 6 viên, đi kèo là một cái góc đá này nữa. Đấy, về các bác sử dụng này, cái dòng đá vĩnh cửu này thì về dùng rất là an toàn và ok. Đấy, không như cái dòng đá thường mà nó vẫn có cơ chế là làm lạnh như cái dòng đá thường luôn. Ở đây một cục của nó sẽ đúc liền này. Đấy, có logo Willing ở bên trong này. Đấy, đi về các bác chỉ việc là bỏ trực tiếp cái viên này vào trong tủ lạnh, và lúc nào dùng được các bác lấy ra. Đấy, phù hợp cho các bác nào uống bia uống rượu vẫn muốn mát nhưng mà lại không bị loãng nhá. Đấy, uống đặc đôi khi bác quen rồi. Đấy, các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, uống vào mà lại gì, kiểu là mình ướp vào mà nó làm lạnh đá đúng như đá kia luôn. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể tái sử dụng nhá. Các bác rửa sạch đi, các bác lại cho vào, lần sau lại các bác lại dùng được ok luôn. Rất tiện và rất hay. Đó, lên mã em sẽ cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên nhá. Đấy, em báo giá luôn. Giá thì một cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên nha. Đấy, với giá sẽ là 60k một hộp nhá. Lên mã em sẽ là đá vĩnh cửu. Đấy, đá vĩnh cửu nhá. Dùng được nhiều lần và làm lạnh khá là nhanh. Đấy, làm lạnh như đá kia luôn. Về các bác chỉ việc bỏ vào tủ đông cho mình. Sau đó là 1-2 tiếng là nó sẽ lạnh, là các bác lôi ra các bác xài thôi. Là khi nào mà xài xong thì các bác lại rửa sạch đi, mình lại lần sau mình có thể sử dụng được nhiều lần nhá. Một hộp đá vĩnh cửu 6 viên. Đấy, với giá thì sẽ là đi 60k một hộp nha. Đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó cái bộ nạo 3 món này. Lên mã xem cái bộ nạo 3 món nhá. Bộ này sẽ gồm có là 3 món cho bác luôn. Về các bác xài thoải mái luôn. Gia đình rất là đi. Đây.
Một bộ sẽ gồm có một cái cây nạo này, một cái cây nạo này sẽ có là nạo thường và nạo sợi nhá, một cái cây dao để các bác có thể là tỉa hoa, gọt hoa quả các thứ này, rồi là đặc biệt là các bác hay có những cái món lòng gà, lòng vịt đấy, các bác rạch ra rất là khó đấy, các bác mua này về nó rất là nhỏ này, đấy, các bác luồn lách rất là ok. Và ngoài ra đây nó có một cái cây zip này, để các bác kẹp đằng sau, các bác dùng các bác kẹp zip nhá, đấy, kẹp zip các thứ ok. Một cái cây nạo thường, nạo kiểu dạng nạo thường, nạo tay ngang này, đấy, cây này cây nạo tay đứng này, thì sẽ có là chế độ nạo thường và chế độ nạo sợi này. Đấy, full combo một cái bộ sản phẩm mà 3 món nha. Đấy, lên mã em xem cái bộ nạo 3 món nhá. Đấy, bộ nạo 3 món, bộ này thì bên em đang gửi bác giá rất là hợp lý, dễ mua, 30k một bộ nhá. Lên mã em xem cái bộ nạo 3 món này. Nạo 3 món 30k. Đấy, 30k một bộ nạo 3 món. Đấy, bao gồm là một nạo này, một dưa và một kéo nhá. Đấy. 30k một bộ nạo 3 món nhá. Cái sản phẩm này thì nhiều bác hỏi nó bằng chất liệu gì thì em bảo luôn là chất liệu bằng inox 34 nhá, thì các bác về xài nó rất là bền, không lo gì sét mà sắc cũng rất là lâu luôn. Đó, chất liệu toàn bộ bằng inox 34 luôn, để dùng rất ok. Đó, về nạo sắc bén lắm, nạo ngọt lắm, nạo hoa quả thứ là nạo rất ok luôn. 60k một bộ nhá, bộ nạo 3 món. Đó là cái này là cái lọ keo dán giày này, cái lọ keo dán giày nhá, về các bác chuyên dùng để dán giày, dán dép dùng rất hợp lý luôn. Đây. Đấy, về các bác chỉ việc là mở nắp này, đấy, sau đó là những cái chỗ nào vết nứt giày dép rồi các bác nhỏ trực tiếp nó vào nhá. Đấy, nó là dạng keo này, đấy, các bác nhỏ trực tiếp nó vào, sau đó là các bác xài thôi, rất hợp lý luôn. Một cái lọ keo dán giày này bên em đang gửi bác giá sẽ là 20k một lọ nhá, 20k một lọ. Còn các bác lấy 3 lọ thì bên em sẽ tính với bác giá sẽ là đi 50k, giá rất bình dân hạt rẻ luôn, 20k một lọ. Còn các bác lấy 3 lọ thì sẽ là 50.000 nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là keo dán giày nhá, 20k một lọ, lấy 3 lọ là 50.000. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, dán giày dép rất ok nhá, dán cả giày, dán cả dép luôn. Đấy, mũi giày dép rách dép nhá. Về các bác chỉ việc giỏ vào, sau đó các bác dính vào nhá, rất ok. Đấy, dính giày dính dép ngon lành luôn. Nó rất tiện dụng, đỡ phải phí phạn bỏ đi. Hoặc các bác đôi khi là giày nó hơi hỏng một chút, hơi rách một chút, các bác bỏ rất là phí. Đấy, mua về mình vẫn tận dụng, đi được không nhá. Đấy, về dính vào cái là đi luôn, ok luôn. 20k một típ nhá, 20k một típ keo dán giày này. Các bác lấy 3 típ thì giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho 3 típ keo dán giày. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ bài vàng bạc này. Đấy, bộ bài vàng bạc thì tại vì em đang có hai mã là mã bộ màu bạc và một mã là bộ màu vàng. Đấy, thì các bác lấy bộ nào được báo cho em nhá. Hai bộ nó giống nhau như hệt thôi. Đấy, chất liệu của nó toàn bộ mica này, các bác xài rất là bền. Đây. Nó dạng nhựa mica nhá nên là xài rất là bền luôn. Đó. Đây này. Đấy, thấy không? Nhựa mica các bác xài bộ này thì chắc là không biết đến bao giờ phải hỏng luôn. Đấy, toàn bộ nhựa mica. Đấy, cái này mạ vàng sáng bóng luôn này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, quân số nhìn to rõ ràng. Ok nhá. Bộ này bộ bài về các bác chơi. Và các bác xem phong thủy. Đấy, cái này em bán cho nhiều bác hay xem phong thủy, các bác cũng hay mua bộ này. Đó. Giá thì hôm nay em cũng xả kho bộ luôn, bữa trước đang bán bác giá là đi 60.000, về bác mức giá rất dễ mua luôn. 40k một bộ nhá, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bài vàng. Đấy, bộ bài vàng đang gửi bác mã giá một cái bộ bài vàng bạc này, giá sẽ là đi 40k một bộ nhá, bữa trước đang bán là 60.000 đấy, mà em xả kho còn ít nữa, bán nhanh xả kho luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bài vàng bạc 60k, giảm luôn đấy bác, giá chỉ còn có 40.000 bộ thôi, 40k bộ nhá, giá rất dễ mua, 40k bộ này. Đấy, sẽ có hai màu là màu vàng màu bạc, lấy màu nào có báo cho em nhá. Đấy, màu vàng màu bạc bằng giá luôn là 40.000 một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đèn tủ, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái đèn tủ nhá. Cái này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái đèn tủ này với giá sẽ là 40k một cái nhá. Đấy, đèn tủ về các bác lắp vào trong tủ quần áo, và các bác cứ lắp vào cầu thang đường đi lối lại vào gầm giường rất là hay. Đấy, cái đèn này thì khi mà có cảm biến qua là tự động là nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, thì trong bộ sản phẩm là bao gồm là một đèn này, một đèn, rồi là có cái cả cái miếng dán để các bác dán lên tường, lên những cái chỗ nào vị trí nào các bác lắp đặt thì các bác dùng miếng dán, các bác dán đỡ phải khoan ốc vít các thứ ra, hoặc thì không nếu mà có đinh sẵn rồi thì mình có thể là đeo vào cái lỗ đinh ở đây, nó có cái lỗ đinh này đấy, và một cái cọng dây cáp sạc nhá. Cái hay của sản phẩm này thì nó đã có pin sẵn ở trong như này rồi thì các bác về chỉ việc dùng thôi. Đấy, thì ở đây nó có cái con mắt cảm biến này, khi mà có chuyển động vật thể qua thì tự động đèn nó sẽ sáng lên nhá. Cái ánh sáng nó vừa đủ thôi các bạn. Đấy, ánh sáng nó vừa đủ để các bác tiện việc mình có đi lại ở cầu thang, hoặc là ví dụ mình để trong gầm giường thứ, đôi khi ví dụ mình có đang ngủ đêm mình dậy mình đi có việc các thứ thì tự động nó sẽ sáng lên rất tiện dụng luôn. Hoặc các bác để trong tủ quần áo. Đấy, mình mở tủ quần áo là cái là tự động nó sẽ sáng lên nhá.
Thì lúc nào mà hết pin thì các bác lại có thể tháo ra các bác sạc. Đấy, thì ở đây nó có dây cáp sạc này. Và đây là cái dây cáp sạc đấy. Cái nguồn sử dụng của nó sẽ là cái nguồn điện là 5V nhá. Về các bác có cái cục sạc điện thoại, các bác cắm vô là các bác có thể sạc cho cái đèn này rồi. Đấy, khi nào mà sạc đầy thì các bác lôi ra các bác xài thôi. Đấy, nói chung là con này sạc một lần thì dùng rất là lâu. À, giá thì bình dân chỉ có 40.000 thôi. Về các bác sử dụng lắp vào tủ quần áo, lắp vào đường đi lối lại, cầu thang các thứ này. Đấy. Rất tiện dụng, đỡ tốn tiền điện, mà thứ hai là nó rất là tiện, nhỏ gọn, dễ sử dụng nhá. 40k một cái nhá. Lên mã giúp em xem cái đèn tủ nhá, đèn tủ đang ở bác giá là 40k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Đấy, ví dụ các bác lắp đặt lên này, đấy, bọc cái miếng dính nha, các bác dính lên. Đấy, khi nào mà có người đến cái tự động là nó sẽ sáng lên nhá, còn không thì sẽ tắt đi. Đấy, không cần vì dây dợ này lằng nhằng. Đấy, mỗi lần hết pin thì các bác lôi ra các bác sạc vào là các bác xài thôi đây. Đấy. Mình có một món đồ cực kỳ cần thiết trong cái tủ quần áo của bạn, theo mình được hộp nhé. Thì đây chính là một cái đèn cảm ứng. Mọi người có thể đặt nó ở trong cái tủ quần áo hoặc là một cái tủ ngăn kéo ở trong phòng mình nha. Cái đèn này khi hết pin thì mọi người vẫn có thể sạc. Lắp ráp thì cực kỳ đơn giản luôn. Thì bây giờ mình sẽ lắp nó ở cái tủ quần áo của mình nha. Cái đèn này thì buổi tối thì nó mới phát huy tác dụng cho mọi người. Theo như mình thấy thì cái đèn này nó khá là sáng. Nó có thể soi sáng được một cái tủ cho mọi người luôn. Cái đèn đã được sử dụng. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, nó có thể là cảm biến. Nó có thể cảm biến các thứ nhá. Đấy, rất tiện dụng luôn. Đó, dính vào cái là ok. Nó có thể sáng cảm biến. Lúc nào cần thì lúc sáng, lúc không thì nó sẽ tự động tắt đi nhá. 40k một cái nhá, 40k một cái, rất tiện dụng, dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng nhá. Lên mã em xem cái đèn tủ 40k một cái nha. 40k. Đây, quên chưa ghi giá này các bác này, 40k nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dụng cụ gắp mắt dứa mắt thơm này, rất tiện dụng luôn, sử dụng gia đình nhà mình hợp lý này. Giá thì bình dân thôi, chỉ có 15k một cái nhá. Chất liệu này bằng inox nó rất là sắc bén mà rất hay, về các bác dùng để các bác gắp những cái mắt dứa trong quả dứa ra. Đấy, các bác chỉ việc châm vào các bác gắp ra, châm vào các bác gắp ra rất tiện dụng luôn. Đó. 15k một cái nhá. Lên mã giúp em sẽ cái dụng cụ gắp mắt dứa nhá. Gắp mắt dứa, gắp mắt thơm, gắp mắt khóm. Đấy, trong Nam hay gọi là khóm hoặc là quả thơm. Ở ngoài Bắc hay gọi là quả dứa. Đó. 15k một cái nhá. 15k một cái dụng cụ gắp mắt dứa, gắp mắt thơm, gắp mắt khóm nha. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đây này, chị là chị gấp quen tay này, gấp rất ngọt ngào luôn. Đấy. Cái này về các bác gấp một thời gian là các bác dùng nó quen tay mà. Đấy, có thấy không? Gấp lên quả dứa nhìn rất là đẹp, nhìn rất là hay, đỡ tốn thịt dứa nhá. Đấy, bình thường các bác này gọt gọt mất công, con này gấp rất ngon luôn. Đó. Nhìn rất là hay nhá, bắt mắt, đó và dễ dàng sử dụng luôn. 15k một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ gấp mắt dứa nhá. Đang bán bác là 15k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, nó là cái bộ dĩa Đức này. Đấy, bộ dĩa Đức 10 cây của thương hiệu Welling nhá, thương hiệu Welling, hình hai người này. Đấy, hình hai người. Lên mã em sẽ cái bộ dĩa Đức. Cái bộ này thì về các bác chuyên dùng để các bác ăn hoa quả nhá, rất tiện dụng luôn. Một bộ dĩa Đức này là sẽ bao gồm là 10 cây. Đấy, chất liệu bằng inox này. Đấy, 10 cây nhá, đây. Logo Welling trên từng cây một này. Đấy, về các bác hay có những cái món ăn hoa quả thứ rồi. Đôi khi là ví dụ ở nhà mình ăn cầm tay thứ không sao, như ví dụ như các bác nhà có khách khứa, đôi khi các bác sử dụng này, rồi ví dụ như các bác chuyển sang cái món này đi nó quen đi, đỡ phải cầm tay, đôi khi nó đỡ mất vệ sinh nhá. Đấy, thì các bác chuyển sang cầm này rất sạch sẽ, ok luôn. Đấy, dùng để ăn hoa quả rất là ok. Đấy. Một hộp là 10 cái nhá, một hộp là 10 cái dĩa này này, một hộp dĩa Đức của Nguyên Linh nhà, số lượng là 10 cái nhá. Đấy, 10 cái. Đây 10 cái này. Đấy, báo giá bác luôn. Đó thì bên em đang gửi bác giá rất là hạt rẻ dễ mua. Lên mã như em sẽ là cái bộ dĩa Đức ăn hoa quả 10 cây. Bộ dĩa Đức này. Bộ này thì bên em đang gửi bác giá, một bộ này là 10 cây, giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 một bộ dĩa Đức 10 cây. Đấy, nhà đôi khi hay có khách khứa, các bác lên để các bác cho vào những cái đĩa hoa quả. Đấy, ăn cho nhìn nó sang trọng lịch sự. Đấy, đôi khi khách khứa là rất là ngại cầm bốc tay. Đấy thì có cái dĩa ăn hoa quả thì dùng rất là tiện luôn. 40k một hộp nhá, 40k một hộp, để bán cả hộp luôn, là một hộp này là 10 cái này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cọ cốc bằng silicon. Đấy, phần thân này có nhựa, còn cái phần đầu cọ nó xong silicon. Cái con này chiều dài nó rơi khoảng tầm 25 cm nhá, 25 cm. Đấy, các bác cọ những con cốc sâu hoặc là ví dụ như là chai lọ thì các bác cọ rất là ok luôn. Đây, cái dạng đầu của nó sẽ là đầu silicon này. Đấy, các bác cọ rất là sạch luôn mà không lo nó bị xước cốc. Bình thường là những cái cốc sâu ấy là các bác rất là khó cọ, rất là khó thò tay vào, các bác cọ thì đây các bác mua cho mấy cây này về. Đấy, một cái giải pháp sử dụng rất là hay luôn. Các bác mua về mình để cọ cốc,
cọ rửa cốc chén các thứ ok luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cọ cốc đầu silicone nhá. Đấy, bên em đang gửi bác một cái cây cọ cốc đầu silicone này với giá sẽ là đi 20k nhá, 20k thôi. Đấy, dùng rất tiện dụng luôn, 20k một cây cây cọ cốc đầu silicone nhá, 20k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà đó là cái cây cà lê 8 đầu này, lên mã sẽ là cái cây cà lê 8 đầu nhá. Cây này thì giá rất bình dân, sẽ là 90.000 một cây nhá, 90k. Một cây cà lê 8 đầu này 90k một cây, dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy thì một cái cây cà lê này nó sẽ gồm có là 8 đầu có nhá, 8 đầu khác nhau. Đó, 8 đầu cà lê khác nhau. Đầu nhỏ nhất sẽ là đầu sao nào? Đầu nhỏ nhất của nó sẽ là đầu 8 nhá. Đầu nhỏ nhất sẽ là đầu 8 và đầu lớn nhất của nó sẽ là vào đầu 19 nhá, 19. Đấy, bên này là 19 này, 17 này, 16 này, 14 này. Đấy, và bên này thì sẽ có là 8 này, 10 này, 11 này và 13 này. Đấy, những cái đầu phổ thông nhất, những cái đầu phổ thông nhất hiện nay. Đấy thì cái con này các bác có thể là xoáy đa năng các loại ốc luôn, từ 8 cho đến 19 các nhá. Từ 8 đến 19 thì nó sẽ có hai đầu. Đấy, các bác xoáy các loại ốc đa năng. Đấy, dùng cho anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình rất là hợp lý luôn. Một cái cây cà lê 8 đầu đa năng. Đấy, mỗi bên là 4 đầu nhá. 90k một cây thôi, giá rất hạt rẻ luôn. À, toàn bộ thì nó là dòng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Lên mã cho em sẽ là cái cây cà lê 8 đầu đang gửi bác là 90k một cây nhá, 90k một cây. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, bán rất là nhiều các rồi. Các bác đi sửa chữa máy móc mang một đống cà lê đi, lung tung tìm kiếm mất thời gian. Với chiếc cà lê 8 trong một kiểu mỹ này giúp các bác vừa tiết kiệm chi phí, thời gian tìm kiếm đồ, vặn được tất cả bu lông ốc vít với đủ loại kích thước, thao tác dễ dàng, không đòi hỏi quá nhiều sức lực. 48 công cụ chỉ trong một chiếc cờ lê, không phải mất công tìm cờ lê phù hợp vặn ốc, quá tiện lợi các bác ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nha, rất tiện dụng luôn. Đấy. 8 trong nói chung là 8 trong 1 luôn, 8 trong 1 đầu như chiếc cà lê này. Lên mã em sẽ cái cây cà lê 8 đầu, 90k một cây nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây đèn móc khóa rất nhỏ gọn nha. Giá định rất nhỏ luôn, giá chỉ có 40k một cây thôi. Cực kỳ sáng luôn, siêu sáng nhá. Đấy, và cái này thì nó có thể sạc tích điện được này. Mới nguyên hộp này đi kèm thì sẽ gồm có là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy, và đây là cái con đèn chính này, nó rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng hai ngón tay em này, rất nhỏ gọn luôn. Các bác rất tiện dụng mang đi chỗ nọ chỗ kia. Đấy, cái con này rất là hay, nó có cả cái nam châm hít này. Đấy, có cả nam châm hít luôn nhá. Đấy, các bác để những cái chỗ mà sát chiếc các thứ là ok. Đây, em hít cho bác coi. Đấy, nó có nam châm này, nó hít rất ok. Đấy, cái này nó không phẳng nên hít nó không chặt mấy. Đó, đây. Đấy, các bác có thể là hít nam châm này rồi là móc điều chìa khóa này, khui bật bia này. Đấy, đây là cái phần móc điều chìa khóa này. Đó, đằng bên hông này thì sẽ có là cái nút bấm bật đèn này, một cái bên hông bên này thì là cái phần để các bác cắm sạc nhá. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây cáp này các bác cắm vô đây. Và cái đầu còn lại thì các bác cắm trực tiếp vào cái củ sạc nhà mình hoặc là cái cục sạc điện thoại ấy, nguồn 5V ấy, là các bác có thể sạc cho cái đèn này ok rồi. Đó, đèn này siêu sáng luôn, rất nhiều chế độ sáng nhá. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 chế độ sáng nhá. Có cả nháy cảnh báo SOS này. Đèn siêu sáng luôn, nhìn các bác nhìn chói mắt luôn nhá. Bình thường các bác nhìn ở ngoài chói mắt luôn đấy. Đây em đang quay trong video đó, các bác nhìn ngoài chói mắt luôn, nó sáng kinh khủng khiếp luôn. Đấy, con này nó rất nhiều những cái mắt LED này. Đấy, mắt LED này là rất là sáng luôn, sáng siêu sáng luôn nhá, sáng cực kỳ luôn, sáng lắm. Một nhỏ gọn này rất là sáng. Đấy, về các bác mang đi chơi đi du lịch này, rồi anh em thợ thuyền sửa chữa này, rất nhỏ gọn là mình bỏ túi, đôi khi mình cần những con ánh sáng để mình sửa chữa đồ đạc cũng rất hay luôn. Ngoài trời tiện cho việc di chuyển mang đi mang lại rất ok. 40k một chiếc nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái cây đèn móc khóa nhá, đèn móc khóa nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng mà siêu sáng luôn. Đèn móc khóa này, đèn móc khóa bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k. Đấy, 40k một chiếc đèn móc khóa nhá, 40k một cây. Đấy, 40k một chiếc, rất nhỏ gọn và rất là sáng luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây cò ga trắng này. Đấy, có phần đánh lửa tự động nhá, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đó. Hàng này thì bên em sẽ hàng lõi đồng nên về các bác xài rất là bền. Đấy, về các bác dùng để lắp vào bình ga mini các bác xài, mình cò đồ các thứ là đánh lửa mồi ga mồi củi rất tiện dụng luôn, mà giá nó rất bình dân nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây khò ga trắng nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây khò ga trắng này chỉ có 40k một cây thôi, 40.000 một cái cây khò ga trắng này, có đánh lửa tự động này, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, về các bác lắp vào bình ga mini thì mình là chỉ việc xài thôi. Đấy, không cần phải mồi miếc gì, lõi đồng nên là dùng rất là bền luôn. 40k một cây nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. 40k một cây khò ga trắng nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây khò ga trắng. Đấy, đánh lửa bật cứ kêu tách tách luôn, khò ga thì êm ru luôn, ngon lành. Đấy, chắc chắn về các bác sử dụng xài ok. 40k một cây.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái vòng điều hòa huyết áp này. Cái này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái vòng huyết áp nha, lên mã em sẽ là vòng huyết áp này. Giá của nó sẽ là 40k một cái nhá, 40k một cái vòng huyết áp nha. Đấy, về các bác dùng để đeo tay, làm vòng đeo thời trang rồi là điều hòa huyết áp của anh nhá, dùng rất tiện dụng luôn. Đấy. Đây, một chiếc vòng rất đẹp về các bác đeo vừa làm vòng thời trang. Như bác hỏi là tay to có đeo vừa không thì yên tâm nhá. Đây nó có thể co giãn ra này. Đấy, các bác kéo giãn ra, sau đó các bác cho vào. Đấy, đeo lên nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là sang trọng lịch sự. Và đằng sau ấy thì nó có những cái viên đá này, đấy cái viên đá này để các bác điều hòa huyết áp nhé, các bác đeo là rất tiện dụng luôn. Đó, điều hòa huyết áp tránh tình trạng là huyết áp cao, huyết áp thấp cái thứ rồi, rất ok. 40k một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vòng điều hòa huyết áp nhá, 40k một cái, vừa làm vòng đeo thời trang, vừa làm vòng điều trị chữa bệnh các thứ rồi, rất là hợp lý luôn. Đấy, điều hòa ổn định huyết áp, 40k một cái nhá, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, vòng huyết áp nhá, cái lên mã cho em sẽ là vòng huyết áp 40k một cái. Bộ bài vàng này, đấy, bộ bài vàng nhá, bộ bài vàng rất là ok. Đấy, bộ này bên em bán khá là nhiều này, giá cũng rất hạt rẻ bình dân luôn. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bài vàng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Cái này thì rất là hay, nói chung là gia đình nào nên cũng nên có một cái bình nha, về rất là tiện luôn, các bác về châm dầu châm nhớt thôi. Hoặc anh em thợ thuyền ấy, hoặc các bác làm xưởng máy may thứ rồi, các bác cho dầu cho nhớt rồi các bác thi thoảng mình phun vào những cái chi tiết máy thứ rồi, bôi trơn các thứ rồi. Cái con này rất hay là cái phần ống các bác có thể bẻ cong đi. Đấy, những cái chỗ vị trí góc khuất các bác vẫn có thể là các bác xịt được. Đấy, rồi là tay bóp rất nhẹ nhàng ok luôn. Thân bình thì toàn bộ bằng kim loại nhá. Đấy, các bác xoáy ra. Châm dầu châm nhớt đây, sau đó các bác lại cho vào. Đây nó có cả cái phần lọc dầu cặn các thứ này. Đấy, rất là hợp lý luôn. Báo giá bác luôn nhé, bên em đang gửi bác một cái bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là 40k, lên mã giúp em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này, xịt dầu nhớt đang gửi bác là 40k một cái nhá, 40k một cái bình xịt dầu nhớt này, có thể bẻ cong uốn cong phần đầu vòi rất ok, 40k một cái. Sản phẩm bác mã hàng đó là cái dòng bóng đôi, bên em tiếp tục hàng về này, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bóng đôi nhá. Đấy, một cái bộ bóng này thì sẽ có hai quả. Đấy, một quả công suất sẽ là 20W này và một quả công suất sẽ là 30W này. Đó thì bên em bán được combo là cả hai quả như này luôn, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là bóng đôi. Đấy, bộ bóng đôi báo giá bác luôn, đang gửi bác giá cực kỳ tốt luôn, 50k một đôi nhá, 50k một cái bộ bóng đôi nha. Đấy, bao gồm là hai quả, một quả 20W và một quả là 30W nhá. Con này nó sử dụng đuôi sẽ là đuôi xoáy, sử dụng điện sẽ là điện 220. Đấy, bóng đèn led với độ sáng cao, tiết kiệm điện nhá. Cái này thì sử dụng dòng chip led siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá, nên là các bác yên tâm dùng rất là hợp lý. Đấy, các bác dùng gia đình bộ này cho em rất là hợp lý. Đấy, bóng to thì ví dụ như những cái chỗ nào không gian rộng có thứ rồi thì các bác lắp cho em quả to này vào. Đấy, còn những cái quả nhỏ các bác lắp những cái chỗ không gian nó hẹp hơn một chút. Đấy, nói chung nó khá là sáng nhá. Cái này em cũng đang xài mấy đôi. Đấy, em thấy ánh sáng khá là ok. Đấy, 30 và 20 nhá, một bộ này chỉ có 50.000 thôi, giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bóng đôi nhá, 50k một cái quả bộ bóng đôi nha. Đấy, 50k. À, 50k một bộ nhá, hai quả 50k một bộ, hai quả bóng đôi, một quả 30W và một quả là 20W, sử dụng đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi xoáy phổ thông, sử dụng điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng rất là hay, đó là cái bộ kéo cắt cành trên cao. Bộ này thì sẽ bao gồm là một đầu kéo để các bác cắt cành trên cao và một cái bộ cưa nhá, một cái đầu cưa rất tiện dụng luôn. Đấy, cái này về các bác chuyên dùng để các bác sử dụng, các bác cắt rồi là các bác cưa những cành ở trên cao nhá. Đấy, bộ sản phẩm đầy đủ dây dọ thứ như này. Đó, về các bác lắp đặt và các bác xài thôi. Đấy, bên em bán là, em nói luôn là nhiều bác hỏi là không có kèm cán, em nói luôn là bộ này không có cán nhá. Đấy, về thì các bác tự kiếm cán các bác tra vào. Đấy thì ví dụ về các bác kiếm một cái thân cán nào đó các bác về các bác tra vào. Đấy thì về lưỡi cưa rồi các bác lắp vào đây. Đấy, lưỡi cưa các bác lắp đây, nó có ốc vít sẵn rồi, về các bác tháo là lắp vào đây. Đấy là đây, quay cái lưỡi cưa ra. Đấy, và đây là cái lưỡi cưa. Đấy, ví dụ những cái cành là to là các bác dùng cái lưỡi cưa này, lưỡi cưa thép S5 cực kỳ sắc bén nhá, rất là ngọt luôn. Và một cái phần này là cái phần lưỡi kéo này. Đấy, phần lưỡi kéo này về các bác đu cái dây vào đây. Đấy, đu cái dây vào đây. Đây ở đây có cái hệ thống dòng dọc các bác kéo này. Đấy, mỗi lần các bác kéo thì nó sẽ nghiến đứt cái cành trên cao bác nhá. Đấy, nghiến đứt cái cành trên cao bác rất tiện. Đây này. Đấy, thì các bác kéo này. Kéo này. Đấy, các bác đu cái dây vào đây này, các bác kéo nó xuống này. Đấy, để các bác cắt nhá. Ở đây nó có cái lò xo này. Thì khi mà cắt xong thì nó sẽ đàn hồi trở lại nhá, rất hay luôn. Đấy, đấy là về cái phần mục kéo, còn đây là cái phần mục cưa. Đấy, full combo một cái bộ này bao gồm là cả kéo cả cưa. Đấy, thì về các bác kiếm cho một cái khúc que xào các bác chọc vào đây, sau đó là các bác có thể là mình cắt những cái cành ở trên cao rất là hay luôn. Đấy. Một cái bộ này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 130.000 một bộ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ cưa kéo cắt cành trên cao. Đấy.
kéo cắt cành trên cao nhá, cứ lên mã cho em sẽ là kéo cắt cành trên cao này, kéo cắt cành trên cao đấy, cả cưa cả kéo cắt cành trên cao nhá. Giá thì sẽ gửi bác là 130.000 bộ thôi, 130k một bộ này, giá rất bình dân hạt rẻ, bao gồm là cả dây, cả lưỡi cưa, cả lưỡi kéo một bộ này luôn là 130k một bộ. Đấy là một bộ trên hình các bác đang coi nhá, đấy là 130k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Con này được cắt rất là hay, rất là tiện mà nó cắt rất là ngọt luôn. Đây các bác cùng coi này. Đây. Xin chào bà con cô bác, để phục vụ bà con nông dân thuận tiện trong quá trình chăm sóc vườn, em xin giới thiệu các bác sản phẩm kéo cắt cành trên đấy, cao. Về các bác kiếm cái khúc gỗ, khúc cây các bác luồn đây. Cao cành muốn thì các bác chọn lại rồi siết chặt vít vào, lưỡi kéo bén nên cắt rất nhanh. Các bác cảm giác cắt đó, rất còn đây ông cắt rất ngọt nhá. Bởi hệ thống tay cầm đó, thông qua dây kéo dòng dọc. Cây là to quá thì mình cưa. Một sản phẩm rất hữu ích cho các bác nhà. Xin chào bà đó, con cô bác. Đấy, các bác cùng xem lại một lần nữa này. Đấy, đi về các bác luồn dây rồi nhá. Đấy, sau đó các bác kiếm một cái que xào, các bác chọc vào cái lỗ này, siết cái ốc vào. Đó, lắp lưỡi cưa thứ đầy đủ ngon lành vào. Đấy, lắp dây vào và các bác chỉ việc đứng dưới các bác kéo thôi, rất tiện dụng luôn. Đấy, những cái cành nhỏ này thì các bác cắt này. Những cái cành to thì mình dùng cưa mình cưa, rất ngọt ngào luôn. Ok luôn. Đấy. 130k một bộ thôi, giá rất hạt rẻ mà dùng rất là tiện. Đấy, cho các bác dùng cắt những cái cành trên cao mình đỡ phải leo trèo nguy hiểm. Đó, mình chỉ việc đứng dưới dùng cái này mình cho lên sau đó mình cắt thôi. 130k một bộ nhá. Rồi các bác hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ kéo cửa tự động này. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa nhá. Đấy, bộ kéo cửa rất hay luôn. Về các bác lắp vào cái cửa nhà mình. Rất là tiện dụng. Đấy, mỗi lần ví dụ các bác hay cứ phải hay đóng kéo vào rất là mất công. Đấy, nhưng khi mà các bác lắp bộ này vào là tự động là nó sẽ đóng cửa vào cho bác luôn, rất tiện dụng đây. Thì cái nguyên lý động thì về các bác kết nối cái bộ này cùng với lại vào cái bản lề này. Đấy, còn phần lại các bác quặc cái cửa này, khi mà các bác đẩy cái cửa ra, đấy quặc đây. Khi mà các bác đẩy cái cửa ra thì nó sẽ kéo dây ra, còn khi mà các bác để không thì tự động là nó sẽ thụt cái dây này vào. Đấy đây này. Đấy, cái dây này là nguyên lý động, nó kiểu dạng dây cót này, nó sẽ tự động nó thu cái dây này vào nhá. Đó, tự động nó thu dây vào. Và cái lực thu nó rất là mạnh luôn. Nên là cửa to cửa nhỏ là các bác có thể chơi được hết luôn nhá. Đấy, đi kèm nó cả một cái miếng nhựa nữa. Đấy, để các bác xài nhá. Đó đi em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa nhá. Đấy, bộ kéo cửa một bộ này thì anh em đang gửi bác giá chỉ có là đi 50k bộ thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa. Đấy, bộ kéo cửa này. Bộ kéo cửa tự động này, kéo cửa nhá. Bộ kéo cửa tự động. Giá của nó sẽ là 50k một bộ nhá. 50k một bộ kéo cửa này. Đấy, nó nguyên lý động của nó là như thế đây. Các bác cùng xem công dụng thực tế về sản phẩm các bác cùng coi này đây. Đấy. Đó thì về các bác lắp đặt vào này, một phần thì các bác cái cục thì các bác dán vào hộc cửa này, còn cái phần còn lại các bác dính vào. Đấy, khi mà các bác đẩy cửa này, đó tự động là nó sẽ kéo nó đóng vào luôn. Các bác không cần phải đóng nhá. Đấy, tự động nó kéo nó đóng vào luôn nhá. Nhà hay có trẻ con hoặc là ví dụ như hay có động vật các thứ ra, nó nhiều khi các bác quên đóng cửa rất là nguy hiểm thì các bác mua cái bộ này về. Đấy. Là khi mà mình đi ra cái là tự động nó sẽ kéo nó đóng chặt vào luôn. Đấy. Cho cái này dùng cho được cho cả cửa đẩy hoặc là cửa lùa đều được nhá. Đấy, cửa đẩy hoặc cửa lùa đều được hết luôn. Đấy, các bác cùng xem kỹ lại một lần nữa này. Đó, quặc vào. Đẩy vào cái này, đẩy ra này. Đấy, tự động nó sẽ kéo vào này. Đó, đẩy ra cái này. Đó, tự động nó sẽ thu vào, rất hay luôn. Sử dụng rất là thực tế nhá, đây. Đó. Đấy. Cửa luôn được đóng khít, muỗi khó bay vào, gió điều hòa khó thoát ra, bảo vệ con nhỏ hay động vật bò ra ngoài khỏi tầm mắt. Lắp đặt đơn giản. Đấy. Nói chung là cái này lắp đặt đơn giản là không cần phải khoan đục gì ở đây, vì đây nó có cả những cái miếng băng dính sẵn rồi này. Về các bác chỉ việc bóc ra các bác dính vào là xong. Đó đi, chỉ việc kéo ra. Đấy, kéo ra còn tự động nó sẽ thu vào nha. Đấy, tự động nó sẽ thu vào này. Đó, nó thu vào. Đó, đấy, rất hay luôn nhá. Đó, 50k một bộ kéo cửa tự động nhá. 50k một bộ. Tiếp theo thì bên em về tiếp tục cho bác cái mã pin 18650 này để về các bác sử dụng này. Đấy, thiết bị máy móc có thứ bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này. Đấy, dòng pin 18650 nhá. Dòng này thì hàng của hãng luôn nhá. Ultiflash này. Đấy, dung lượng pin sẽ là 6800 mAh. Đấy, cái công suất pin sẽ là 3.7V một viên nha. Đó, đầu âm đầu dương ok luôn. Về các bác lắp đặt vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này rất là nhiều. Cái pin này thì nó là dòng pin khô. Đấy, pin sạc tích điện nhá. Khi mà hết pin thì các bác lại có thể là cắm vào các bác sạc. Đấy, sạc đầy pin thì mình lại mang ra mình dùng. Đấy, dùng đầy thì mình lại dùng hết rồi thì mình mang vào mình sạc. Đấy, nó có thể tái sử dụng được nhiều lần nhá. Và cái dòng này thì cái pin nó rất là trâu và cái thời gian tích điện nó rất là lâu. Nói chung là sử dụng rất là hay luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái pin 18650. Bên em đang bán lẻ một viên như này là 20k một viên nhá. 20k một viên pin 18650 nha. 20k một viên thôi. Giá rất hạt rẻ mà dùng rất là hay. Đó, pin 18650 nhá. 20k một viên nha. Đó.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ kim chỉ. Đấy, bộ này dùng cho gia đình thì hợp lý này. Đấy, về cho bác hay các bác bà xã này mình mua về. Đấy, may khâu vá rất tiện dụng luôn. Một cái bộ kim chỉ nhá, đầy đủ là sẽ bao gồm là kim chỉ này. Đấy, bao gồm là những cái phụ kiện là thước này, rồi là kéo bấm này. Đấy, rồi đây những cái này hồi xưa hay có này. Các bà khâu vá xưa hay có. Rồi bên dưới này. Bên dưới này thì sẽ gồm có là đi kim và chỉ nhá. Đấy, kim và chỉ đây. Đây là kim này. Đấy, một cái lốc kim luôn nhá. Rất nhiều kim. Đó, rồi là có chỉ đầy đủ luôn này, chỉ đây. Đó, đây chỉ đây. Chỉ cái chỉ này thì rất là nhiều màu khác nhau nhá. Đấy, cái quần chỉ này rất nhiều màu khác nhau để phù hợp hầu như là tất cả các loại chất liệu quần áo, màu sắc quần áo khác nhau nhá. Đấy, thì nó sẽ đựng trong một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh này. Giá thì bình dân thôi. 30k một cái hộp này thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp kim chỉ. Đấy, hộp hộp kim chỉ nhá, bao gồm là có đầy đủ cả kim cả chỉ và một chiếc hộp sẵn này rồi. Đấy, rất là xinh, nhỏ nhỏ xinh nha. 30k một hộp nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp kim chỉ đây. Hộp kim chỉ. Về các bác may khâu vá nhá. 30k. Đấy, 30k một hộp kim chỉ nhá. 30k một hộp. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ bóng đèn đuôi tím. Cái này thì lâu lâu không quay bác này. Đấy, thì hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Bộ bóng đèn đuôi tím, một bộ này bao gồm là cả bóng, cả đuôi, cả dây, rất tiện dụng luôn. Đấy. Dòng bóng LED siêu sáng nhá, rất tiết kiệm điện luôn. Thì đây có nhá, một bộ này nó là nguyên mới nguyên vỉ này. Đấy, mới nguyên vỉ như này. Là nó sẽ bao gồm là một bóng này. Đấy, một bóng nhá, một bóng LED siêu sáng, công suất 20W nhá. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy này và một chiếc đuôi này. Đuôi là cũng là đuôi xoáy, thì cái này các bác có thể tháo rời ra để các bác có thể là ví dụ như là bóng này nó hỏng thì mình có thể thay bóng khác, hoặc ví dụ như là bóng này mà không thích thì mình có thể về mình thay bóng khác còn được. Đấy, và cái đuôi này rất là hay là nó có tích hợp cả công tắc ở đây này. Đấy, lúc nào mà các bác dùng là các bác bật lên, không dùng là mình có thể tắt đi. Đấy, nó có sẵn cái công tắc ở đây và một cái sợi dây. Cái dây khá là dài đấy, dây này trọng được khoảng tầm 3m các bạn. Khá dài đấy các bạn. Đấy, khá dài và nó có cả phích cắm đầy đủ hết luôn. Đấy, về cái bộ này thì nói chung về các bác mua về là chỉ việc là mình phệt vào là các bác dùng luôn thôi, không cần phải đấu nối hay là dây dợ gì hay các thứ gì lằng nhằng. Về chỉ việc là cắm vào điện vào là các bác xài luôn, không cần phải đấu nối lằng nhằng. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà những trong cái công việc kỹ thuật đấu nối thứ giờ hơi kém, đấy mình không làm được, thì các bác mua cái bộ này về rất tiện dụng luôn. Giá thì cũng rất là bình dân nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá. Đấy, bóng đuôi tím đi. Đấy, bóng đuôi tím. Cái này từ xưa này em cứ hay lên mã là bóng đuôi tím này. Cái bộ bóng đuôi tím này thì giá bình dân thôi, 60k nhá, 60.000 bộ thôi. Đấy, bao gồm là cả bóng, cả dây, cả đuôi, mà đuôi này còn có cả công tắc luôn nhá. Bóng là bóng 20W, bình thường ấy là các bác ra đây em phân tích luôn này. Đấy, ví dụ một cái bóng 20W này các bác mua ít nó rơi khoảng tầm là đi 40.000 một quả này. Đấy, một cái đuôi nữa mà cái đuôi này có cả công tắc luôn thì ít phải vào 20.000 là 60.000 rồi. Với một cái đoạn dây mà nó còn có kèm cả phích nữa thì ít bây giờ 50.000 nữa, chỗ dây nữa. Đấy là rơi vào khoảng hơn 100 này. Đây bên em bán cả một bộ này mà giá nó chỉ có 60.000 thôi. Giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi mà dùng tiện lắm. Về chỉ việc là các bác cắm là xài, không cần phải đấu nối hay là mua thêm gì cả. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá, bao gồm là cả bóng cả đuôi cả dây nha. Là một bộ này là 60k nhá. Đấy, 60k một bộ bóng đèn đuôi tím nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ ống hút dung dịch này. Đấy, bộ này thì bán khá là nhiều mà dùng rất là hay. Các bác mua về dùng để hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước này, rất tiện dụng luôn. Đây, một cái bộ nó sẽ một cái tay bóp này để đi về các bác luôn vào nhá. Ở đây thì cái dây này về thường thường là bên em gửi nó sẽ hay bị gập một chút, thì về các bác bóp nó ra là nó sẽ ra thôi. Đấy, sau đó các bác cắm nó vào. Đấy. Ở đây nó có cái mũi tên này, có nhìn này. Ở đây nó có cái mũi tên. Mũi tên nó chỉ về hướng nào thì cái hướng đấy là nước nó ra nhá. Đấy, ví dụ như hướng này nó chỉ này thì hướng này nước ra, còn hướng này là nước vào này. Đấy, các bác cứ lắp đúng vào cho em. Đấy, nghĩa là các bác muốn đầu nào vào thì các bác lắp dây nó vào. Đấy, lắp dây nó vào nhá. Các bác lựa nó vào này. Đó, lựa nó vào. Sau đó là cái phần này các bác cắm vào cái chỗ các bác cần hút này, và các bác bóp cho em. Bóp vài bóp cái là nó sẽ mồi nước và cứ thế nó ra thôi. Các bác không cần phải cho mồm mà hút các thứ như xưa. Đấy, hay cho mồm mà hút rồi dùng mẹo nữa. Rất là khó khăn mua cái bộ này về, rất tiện dụng luôn. Đấy, nó chỉ có 30.000 một bộ đấy nhá. Đấy, bao gồm là cả dây cả cái tay bóp này nữa, là một bộ này là 30k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch, hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước nhá. Đó. 30k một bộ nhá. 30k này, 30k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ hút dung dịch, đó, hút dung dịch, hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước.
đó, về các bác hút những cái dạng dung dịch chất lỏng là ok đấy, rất tiện dụng luôn. 30k một bộ này nhá, 30k một bộ nha. Đó đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này, xem thực tế video về sản phẩm nó về nó dùng rất là tiện luôn. Đây các bác cùng xem này, đấy về các bác thấy không, đây chị này chị đang hút rượu hút nước từ trên xuống này. Đó các bác chỉ việc bóp cho em một chút, đấy thấy không, nó rất là nhanh luôn đấy, bóp rất là nhanh, hút rất là tiện luôn. Đó bóp vài cái là hút ra được ngay nhá, đấy, không cần phải hút nọ hút kia là dùng mẹo miết, hồi xưa có hay dùng mẹo dùng mồm hút đấy, đôi khi rất là sợ. Đó đấy các bác hút này rất tiện dụng luôn nhá, chỉ có 30.000 bộ thôi, về dùng lâu dài, dùng gia đình nhà mình, gia đình nào cũng nên có một bộ này dùng tiện, đôi khi mình cần cái mình có mình dùng luôn. 30k một bộ nhá, dùng siêu bền luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ sáp thơm. Đấy bác nào mà muốn thơm phòng thơm nhà bác mua cho một cái lọ về. Đấy con này thì tinh chất từ nước hoa, đấy từ rất nhiều các loại hoa thiên nhiên. Đấy tinh chất người ta làm thành một cái tinh chất dạng lọ sáp nha. Đấy thì về các bác chỉ việc bóc ra, sau đó các bác mở nắp ra. Đấy bóc cho em cái lớp siêu bên trong ra, đậy cái nắp này vào là các bác xài thôi. Cái này là dạng sáp nên là dùng rất là lâu. Đấy dùng rất lâu, nó không như kiểu dạng nước hồi xưa ấy. Cái này nó là dạng sáp khô. Đấy như kiểu là nến ấy, như kiểu con nến sáp bây giờ ấy. Đấy nó dạng sáp như thế nên là dùng rất là lâu nhá, mà rất là mùi, rất là thơm, thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Các bác muốn thơm phòng, thơm nhà, nhà vệ sinh, nhà tắm, rồi là phòng ngủ, phòng khách, những chỗ nào các bác cần thơm các bác mua cái loại về các bác bóc ra, các bác để vào một góc ấy, là nó cứ tự động là cái mùi thơm nó bay ra thôi, rất là thơm luôn, thoang thoảng nhẹ nhàng, rất là ok. Lên mã cho em cho cái lọ sáp thơm. Đấy lọ sáp thơm bên em đang bán cho bác là 20k một hũ nha, 20k một hũ sáp thơm nhá, 20k một hũ dùng rất ok. Đấy lọ hũ sáp thơm nhá, 20k một hũ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái cây kéo bếp vàng. Lên mã em xem cái cây kéo bếp vàng. Đó, cây này thì cực kỳ là ok, bên em bán rất nhiều luôn. Đấy, dòng của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, chất thép SK5 nha, không dỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Cái cây này thì em đang xài rồi. Giá nó rất là rẻ và bình dân. Nó chỉ có là đi 30.000 một cây thôi. Đợt này bên em đang xả kho là chỉ có 30k một cái cây kéo bếp vàng nha. Đấy 30.000 một cây, giá rất hạt rẻ bình dân. Đó lên mã em sẽ cái cây kéo bếp vàng. Cây này về các bác dùng nhà bếp này. Đấy xài cắt rau củ quả, cắt thức ăn. Đấy cắt sử dụng nhà bếp rồi là đa năng luôn. Đấy sử dụng gia đình nhà mình là hợp lý. Lên mã em sẽ cái cây kéo bếp vàng nha. Đấy cây kéo bếp vàng, bên em đang bán một cái cây kéo bếp vàng nha. Với giá là đi 30k một cây nhá. 30k một cây kéo bếp vàng nhá. 30.000 một cây. Hàng của thương hiệu Asaka. Đấy Japan, Asaka Japan, hàng bãi. Đấy hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn luôn nhá. Kéo bếp vàng 30k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy lên mã sẽ là cái bình xịt dầu nhớt nhá. Bình này thì của Kabushi Japan. Bình này thì dung tích của nó sẽ là 250ml. Đó cực kỳ là ok luôn. Về các bác châm dầu, châm nhớt vào đây. Đấy các bác sử dụng gia đình mình xịt dầu, xịt nhớt là anh em thợ thuyền. Đấy. Anh em làm máy móc, máy may thứ gì, các bác cho dầu cho nhớt đây, các bác phịt vào chi tiết máy là cũng rất là tiện dụng luôn nhá. Cái con này thì nó làm kiểu dạng hệ thống xi lanh bóp nha. Mình bóp cứ bóp thì sẽ ra, đấy không bóp thì nó sẽ không ra, có thế thôi. Nên là nó rất là chủ động về cái việc là cung cấp dầu nhớt nhá. Và cái hay của sản phẩm là cái phần đầu vòi có thể uốn cong đi. Đấy những cái chỗ nào mà góc khuất thì các bác có thể luồn lách và các bác bóp, các bác phịt dầu chi nhớt và rất là tiện dụng luôn. Đấy bóp cho em vài bóp cái là ok. Lên mã em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy bên em đang bán một cái con bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là đi 40k bình nhá. Đấy xịt dầu, xịt nhớt 40k. Đấy 40k một cái bình xịt dầu, xịt nhớt này. Một cái bình này dung tích là 250ml nhá. Cái này thì chất liệu bên dưới này của nó là bằng kim loại nên là khá là bền. Đấy và cái phần hay của cái đầu vòi là nó có thể uốn dẻo này. Đấy uốn dẻo các hướng kiểu luôn. 40k một cái nhá, bình xịt dầu nhớt 40k một cái. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng dao dọc giấy này, hàng bãi Nhật cũng rất là ok luôn. Cái này về cho anh em thợ thuyền xài này, cắt xén này. Đấy rồi các bác sử dụng gia đình thì tao mình có gọt cắt rất tiện dụng luôn nhá. Đấy dao thì rất là trơn tru, chắc chắn mà giá thành thì rất là hợp lý. Chỉ có 10k một cây dao giấy thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là dao dọc giấy nhá. Đấy dao giấy bên em đang bán lẻ một cây là 10k. 10k trên một cây. Đấy còn nếu mà các bác lấy 5 cây thì giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 5 cây là 40.000, còn các bác lấy 1 cây, giá lẻ 1 cây thì là 10.000 nhá. Thì các bác cứ báo nha, lấy bao nhiêu thì cứ báo nha. Lẻ 1 cây này thì là 10.000 một cây. Còn các bác lấy 5 chiếc một, đấy combo 5 chiếc dao giấy một thì là 40.000 nhá. Đấy, lấy 5 chiếc thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, dao thì có lưỡi liếc đầy đủ đi kèm.
cái này thì về các bác vẫn có thể là thay lưỡi, thế lưỡi khác cho em thoải mái. Còn ở sẵn trong này thì đã có lưỡi sẵn rồi, lưỡi cũng rất là sắc bén nhá, dao rất trơn tru nhẹ nhàng tình cảm luôn đó, rất ok. 10k một cái nhá, 10k một cái con dao giấy nhá, đấy chắc chắn. Còn các bác lấy 5 cây thì sẽ giá sẽ là 40k nhá, lên mã giúp cho em sẽ là dao giấy hàng bãi nhá. Rồi cái mã tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bạt phủ xe lông quan cho bác cái mã này. Đấy, về các bác dùng để mình phủ xe đạp, xe máy, che nắng che mưa. Đấy, cho xe đạp điện này, xe máy, xe đạp nhà mình. Đấy, rồi là các thứ kiểu luôn. Con này thì chất liệu của nó thì kiểu dạng bằng vải, nó như kiểu dạng vải áo mưa ạ. Dạng như kiểu dạng vải áo mưa. Đi về các bác gỡ ra, sau đó là mình phủ thôi. Đấy, chống bụi, chống mưa, chống nắng. Đấy, bảo vệ xe cộ nhà mình coi nhá. Đấy, hoặc là các bác hay đi ra ngoài mình vứt cốp xe. Đấy, đôi khi dụ mình để ngoài nắng nhiều và ngoài mưa. Đấy, nên anh hỏng xe các thứ là hỏng sơn này, các bác lấy lên các bác phủ nhá. Con này thì đây kích thước em đã ghi rõ rồi. Đấy, để em quay bác luôn. Kích thước của nó thì chiều dài của nó là vào 1m7 ạ. Chiều dài 1m7. Chiều rộng của nó là 60 và chiều cao là 1m2 nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bạt phủ xe, em báo giá luôn. Thì em đang bán bác là 40k một chiếc bạt phủ xe này. Đấy, 40.000 một chiếc nhá. Dài 1m7, rộng 60 và cao là 1m2. Đó thì về các bác xem những cái xe, hầu như là bây giờ xe máy nó phù hợp hết với cái loại bạt này. Và đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, đây, sản phẩm thực tế, sản phẩm đây nhá. Đấy thì khi mà phủ lên xe này, đấy thì nó sẽ che kín đi nhá. Đấy, che bảo vệ xe cộ các bác nhá. Đấy, không bị bụi, không bị nước mưa. Đó, che vào xe đạp, xe máy rất ok luôn. Đấy, hình ảnh thực tế đây. Nó rất hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bạt phủ xe. Đó, bên em đang gửi bác là 40k một cái nhá. 40k một cái. Dài 1m7, rộng 60 và cao 1m2. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng một số mã về đồ nhà bếp này. Thì đây lên luôn cho bác, đó là cái lọ xay tiêu nhá. Cái lọ xay tiêu. Cái này thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái lọ xay tiêu này với giá sẽ là đi 50k một lọ nhá. Đấy, lọ xay tiêu. Đấy, về các bác chuyên dùng để các bác cho tiêu đây, các bác xay rất tiện dụng luôn. 50k một cái nhá. 50k một cái. Đó, 50k ở đây em sẽ quay ra xem thực tế. Cái này thì bản thân em cũng đang xài thực tế luôn. Dùng rất là hay quá. Dùng rất là hay. Mình cứ cho tiêu đây, các bác ăn đâu mình xay đấy. Đỡ phải xay trước các thứ nó mất công, rồi là mình xay xong mình để lâu nó hay bị mốc, hay bị mất mùi nhá. Đấy, về các bác cứ cho trực tiếp hạt tiêu đây. Sau đó các bác đậy cho em cái nắp này vào. Đấy, đậy cái nắp này vào này. Sau đó các bác tháo cho em cái nắp này ra. Tháo cái nắp trên này ra. Đấy, một tay các bác cầm ở đây này, một tay các bác cầm đây, cứ thế đấy các bác quay thôi. Thì ở đây nó có cái lõi xoay này. Đấy, thì tiêu nó rơi xuống cái lõi này thì cứ thế là nó quay thôi. Đấy, khi mà dùng xong thì các bác cái lọ này các bác cứ để trực tiếp vào trong tủ lạnh cho em. Đấy, vừa bảo vệ tiêu là nó không mất mùi này, rồi là nó không bị mốc này. Đấy, rồi là lúc nào mà mình dùng thì mình lấy ra mình xay. Còn khi mà dùng xong rồi thì các bác lại bỏ trực tiếp cái lọ này vào trong tủ lạnh cho em. Đấy, dùng được rất là lâu luôn. Cái phần dưới này thì của nó bằng thủy tinh, phần trên này thì inox, nói chung là toàn những cái chất liệu an toàn đến người sử dụng thôi. Đấy, an toàn sức khỏe nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là lọ xay tiêu. Bên em đang gửi bác là 50k một cái lọ nha, 50k một lọ. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái dụng cụ mài dao ba khe. Đó, dụng cụ mài dao ba khe, cái này thì bán cũng rất là nhiều mà giá cũng rất là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái mài dao ba khe nhá. Đấy, mài dao ba khe, bên em đang gửi bác một cái mài dao ba khe này là 40k một cái này, 40.000 một cái mài dao ba khe này nhá. Rất tiện dụng luôn. Đấy, bác nào mà không biết mài đá, rồi là mài đá thứ là lâu nó mất công, thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, các bác chỉ việc là cho vào, các bác liếc chưa. Đấy, cứ cho vào các bác kéo. Đấy, kéo từ số 1 sang đến số 2 và các bác kéo bước cuối cùng là sang đến số 3. Đấy, là các bác đã hoàn thành cho em xong là 3 bước mài dao. Đấy, khi mà các bác kéo cho em mỗi đường vài cái là khi mà các bác lôi ra các bác thái rất ngọt luôn. Đấy, mà sắc rất là lâu mà nó mài rất là nhanh, chỉ việc cho vào đây kéo vài đường cái nó sắc rất là nhanh luôn. Đấy, các bác không cần phải mài đá mà biết lôi ra nó khuôn các thứ nó lỉnh kỉnh. Đấy, con này cứ cho đây các bác tuốt xem, tuốt vài đường cái sắc bén, lôi ra cái thái thiếc ngon này luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây mài dao ba khe. Bên em đang gửi bác một cái cây mài dao ba khe này chỉ có 40k thôi, 40k một cây. Nói chung là dùng rất là tiện. Đấy, nhà bếp nhà biết các thứ nên có một cây nha, dùng rất tiện luôn. Đặc biệt là các bác chị em phụ nữ, đấy các bác mài đá biết các thứ là rất là khó, đôi khi phải có kỹ thuật thì các bác cũng mua cái này về. Đấy, mài nhanh, mài tiện mà nó dễ dàng sử dụng nha, 40k một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái hàng, đó là cái dụng cụ để về các bác xăm thịt này. Đấy, bác nào mà hay ăn những cái món nướng thứ rồi, các bác xài con này ra rất hay luôn. Đấy, các bác dùng để xăm thịt nhá, xăm vào những cái miếng thịt để cho gia vị, gia viết các thứ nó ngấm sâu vào miếng thịt này. Rồi là ví dụ như là các bác hay có cái món mà bì
cái món bì nướng ấy, mà nó muốn nổ nó giòn đấy, thì các bác mua cái này về các bác xăm. Đây các bác nhìn nó có những cái gai rất là nhọn nhá. Tại vì về thì các bác ví dụ như cái miếng thịt nha, đây các bác cứ này các bác châm vào đấy, châm vào đấy, hoặc là những cái miếng bì các bác châm vào thì nó sẽ tạo những cái lỗ này đấy. Ví dụ như thịt thì các bác ướp thì nó sẽ ngấm gia vị và sâu đấy, đậm đà ăn ngon hơn. Hoặc như là bì thì các bác xăm như này thì khi mà các bác nướng, các bác chiên rán lên nó nổ ra ăn rất là giòn luôn. Nó ăn rất là giòn, rất là tiện nhá. Lên mã luôn cho em sẽ là cái cây xăm thịt. Bên em đang gửi bác một cái cây xăm thịt nha. Với giá là đi 30k một cây nhá. 30k thôi, 30.000 một cái cây xăm thịt rất là hay nha. Đấy, sử dụng gia đình nhà bếp nhà mình rất là ok. Còn các bác thợ thuyền, bác nào mà hay làm thịt nướng lu rồi là những cái món thịt thịt lợn quay cái thứ rồi, đấy, mua con này về rất hay. Cây xăm thịt nhá, 30.000 một cây. Trong sản phẩm bàn chải Hàn Quốc thì bên em tiếp tục hàng về này. Bàn chải của Hàn Quốc nhá, bàn chải than tre của Hàn Quốc nhá. Đấy thì hiện tại bên em sẽ bán lẻ và có bán theo hộp nhá. Đấy, bán lẻ và bán theo hộp. Thì đây, một hộp này của nó thì nguyên một hộp này thì là 30 chiếc này. Dòng bàn chải than tre và tính của Hàn Quốc nhá, lông cực kỳ mềm luôn. Đó, thì em sẽ báo giá luôn. Các bác lấy một lẻ một chiếc thì sẽ có giá là đi sẽ có giá là 4k nhá, 4k một chiếc, chỉ có 4.000 một chiếc thôi. Các bác lấy cả hộp 30 chiếc nha, lấy cả hộp 30 chiếc thì sẽ có giá là 100.000 một hộp nhá, giá rất hạt rẻ luôn. Cái này các bác có thể mua về xài mình dùng dần đấy, vài tháng các bác thay cho một cái sạch sẽ ok đó. Hoặc là các bác có thể mua về mình bán lại cũng ok luôn, có lãi luôn. Một chiếc là 4.000, lấy 30 chiếc thì sẽ có giá là 100.000. 30 chiếc là tương đương với lại một hộp bàn chải nha. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là hộp bàn chải Hàn Quốc nhá, một hộp 30 chiếc với giá là đi 100.000. Có bác lấy lẻ một chiếc thì bên em sẽ tính cho bác giá là 4.000 một chiếc nhá, 4.000 một chiếc, giá rất hạt rẻ. Ở đây lấy cho bác một chiếc coi thử này, lông cực kỳ mềm luôn nhá, lông cực kỳ mềm luôn. Đấy, bình thường ấy các bác ra quán siêu thị là giá nó đang niêm yết với giá là 36.000 này. Đấy, hàng của Korea nhá, 36.000 này. Đây, bóc cho bác xem một cái, lông rất mềm luôn nhá, lông mềm lắm, lông mềm đấy, lông rất mềm luôn, đánh cực kỳ thích nhá. Đấy, tay cầm chắc chắn ok luôn, rất xịn sò, ngon lành đó. 4.000 một cái nhá, bán lẻ là 4.000 một cái. Còn các bác lấy cả hộp 30 cái nhá, lấy cả hộp 30 cái, lấy cả hộp nguyên 30 cái nha, thì sẽ có giá là 100.000 nhá. Đấy là tùy nhu cầu, bác nào dùng nhiều thì nên mua cả hộp, hoặc là dùng gia đình thì nên mua cả hộp. Còn các bác nào mua lẻ dùng ít thì mình có thể mua lẻ nhá. Đấy, theo em là các bác nên mua cả hộp thì giá nó sẽ tốt hơn đó. Cái mã hàng này lâu lâu hôm qua cho bác là sợ các bác quên này, đấy thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái vỉ keo nắp cam nhá, hàng của Thái rất là xịn sò ok nha. Đấy, hàng của Thái Lan rất là ngon lành luôn đây đó, vỉ keo nắp cam nhá. Cái này con này thì các bác có thể dính đa năng hầu như tất cả các loại chất liệu luôn. Con này thì hàng sản phẩm của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái Lan thì các bác có thể dính đa năng các loại chất liệu, ví dụ như đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ, đồ nhựa này. Đấy, hầu như là các loại chất liệu dính rất là hay đó, đó. Thì bên em sẽ bán theo vỉ, là một vỉ là 5 típ này, với giá thì cực kỳ là bình dân, là rẻ luôn, chỉ có 30.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ keo nắp cam, vỉ keo nắp cam nhá. Đấy, nắp cam này 5 típ nhá, 5 típ thì sẽ có giá là 30.000, 30k thôi, giá rất hạt rẻ. Về các bác dính cho em thoải mái luôn, dính đồ da, đồ sành, đồ sứ, đồ gỗ các thứ cho em thoải mái luôn. Đấy, về mình dùng gia đình các thứ nào thoải mái luôn. Một típ là một vỉ là 5 típ nhá, bán cả vỉ 5 típ luôn với giá là 30.000 nhá. Lên mã, cứ lên mã giúp em sẽ là keo nắp cam nhá, thì vì cái nắp của nó là màu cam thì lên luôn mã sẽ là keo nắp cam để nó không bị nhầm sang cái keo khác nhá. Đấy, vỉ keo nắp cam 5 típ nhá, 30.000. Đấy, hàng của Thái Lan, dính đa năng rất nhiều những cái chất liệu khác nhau nhá, 30k một vỉ keo nắp cam 5 típ nhá, 30k một vỉ. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp băng gâu này. Hộp băng gâu về các bác dùng để dán vết thương nhá, thì các bác cứ lên mã đi, em sẽ cái hộp băng gâu dán vết thương. Một hộp này là sẽ được là 100 miếng nhá, một hộp sẽ là 100 miếng, và nó các loại băng gâu khác nhau, ví dụ như là hình tròn này, cái dạng dài nhất này, rồi là dài vừa, và có những cái dạng nhỏ nhỏ này. Đấy, nó tùy theo vết thương các thứ giờ các bác sử dụng nhá. Thì một hộp thì nó sẽ có đầy đủ các loại trong này luôn. Thì đây, lấy cho bác coi. Đấy, một hộp là 100 miếng luôn nhá, sử dụng thoải mái luôn. Một hộp này giá chỉ có 20.000 thôi. Đấy, ví dụ như cái miếng dài to này, đấy là những cái miếng to, rồi là những cái miếng nhỏ nhỏ này, đấy, miếng nhỏ nhỏ này, nhỏ nữa này, đấy, rất ok luôn. Nghĩa là một hộp là các bác xài thoải mái luôn. Đấy, đây có những cái miếng to, miếng nhỏ, đây có cả những cái miếng tròn tròn này, đây là những cái miếng tròn tròn. Đó, đây, đấy, đây không, những miếng tròn tròn nhá, tròn vuông dài, là nghĩa là một hộp như này là full combo là bốn cái mã này, bốn cái mã trên hình nha. Đấy thì
lên mã cho em sẽ cái hộp băng gâu, một hộp là 100 miếng nhá. Đấy, về các bác dán, nói chung là nên có mỗi gia đình một hộp nha. Đấy, nhiều khi các bác đứt tay đứt chân nha, mình có cái là mình dán luôn, mình băng vào. Mà cái này rất là dính luôn, mà đặc biệt là các bác có thể là khi mà mình dính xong các bác có thể rửa chân rửa tay thoải mái, không lo nó bong. Bình thường là các bác mua ở quán xá giờ người ta bán vừa đắt mà cái dòng nó không chuẩn quá. Đây cái dòng bên em rất là chuẩn luôn, nó dính rất là chắc, nước nô thứ là các bác sử dụng thoải mái, không lo nó bị bong nhá. Đó, một hộp là 100 miếng nhá. Lên mã cho em sẽ là cái hộp băng gâu hoặc là cái băng dán y tế đều được. Đấy, dấu cộng này, dán y tế này 20k nhá, 20k thôi, băng gâu nhá, dán vết thương, dán y tế 20k một hộp băng gâu này nhá, 100 miếng luôn. Tất của Nike thì bên em hàng tiếp tục về nhá. Đấy, tất của Nike này đây. Một lố tất này thì sẽ là 10 đôi nhá. Dòng tất của Nike 85% là cốt tông, nên khi mà các bác sử dụng các bác đi nó rất là mát, thoáng chân, không lo nó bị hô chân nhá. Đấy, tất này thì nó là dòng tất em lấy băng đôi. Nó là dòng tất cao cổ nhá, cao cổ các bác đi quá mắt cá chân. Đấy, lên logo Nike này, tất thì cực kỳ là mịn màng, chất lượng luôn. Đấy, đi thoáng chân. Đấy, thoáng chân mà không lo nó bị hôi nhá. Nói chung hàng xịn của Nike đấy. Đó, một vỉ một lố nhá, một lố này thì sẽ là 10 đôi. Một lố này là 10 đôi này. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái tất lố tất 10 đôi của Nike. Đấy, của Nike, Nike. Một lố 10 đôi. Đấy, một lố 10 đôi. Giá của nó thì bình dân thôi. 90k một lố nhá, 90k một lố. Thì bên em đang có hai mã màu là màu trắng nhá, màu trắng và màu đen. Đấy thì bán đồng giá luôn. Thì là 90.000 một lố, bán cả lố 10 đôi nhá, không bán lẻ nhá. Thì các bác lấy mã nào cũng được. Đấy, lấy màu nào thì báo nha em, lấy màu trắng thì báo nha em, lấy màu đen thì báo nha em. Đây để các bác em lấy cho bác cái lố màu đen này. Đây. Lố này là lố màu đen này. Đấy, lố màu đen. Đấy, logo Nike này. Còn cái lố này thì trên tay em đang cầm đây là cái lố màu trắng này. Đấy thì bán đồng giá một lố 10 đôi nhá. Chỉ có 90.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Bình thường các bác ra quán xá là người ta ra bán các bác phải khoảng tầm 20.000 một đôi. Đấy, bên em bán một lố 10 đôi chỉ có 90.000, tính ra là vào có 9.000 một đôi nhá. Giá quá hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ hàng đá cắt của Kabushi này. Đấy, dòng đá cắt một tấc nhá. Đá cắt này thì đây em giới thiệu luôn. Bên em sẽ bán theo hộp hoặc là bán theo viên nhá. Đấy, bán theo hộp và bán theo viên. Đây đây. Đây một hộp này của nó sẽ là 50 viên này. Một hộp đá cắt này của nó sẽ là 50 viên. Kích thước của nó sẽ là 107 x 1.2 x 16 này. Đấy, nhân 16, dòng đá cắt của Kabushi nhá, đá cắt đỏ. Cắt cực kỳ là dai lưỡi luôn. Cắt rất là ngọt sắc. Đó, cắt rất là ngọt sắc đây. Dòng đá cắt đây. Đấy thì em sẽ báo giá luôn nhá. Các bác có thể là mua theo hộp hoặc là mua theo combo 5 viên 1 nhá. Đấy, bên em sẽ bán được combo 5 viên 1. Đấy, 5 viên đá cắt thì sẽ có giá là đi 30.000. Còn nếu các bác lấy cả hộp 50 viên, lấy cả hộp 50 viên thì sẽ có giá là 220.000. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship tận nhà nếu mà các bác lấy cả hộp nhá thì là 220.000 bao ship. Còn các bác lấy theo combo lấy ít. Đấy, bác nào dùng ít thì mình lấy theo 5 viên 1. Đấy, 5 viên 1 thì sẽ có giá là đi 30.000 cho 5 viên nhá. Đấy, thì bác nào dùng ít thì mình có thể lấy lẻ. Còn các bác nào dùng nhiều thì mình nên mua cả hộp. Đấy, mua cả hộp thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đó, đá cắt của Kabushi nhá, đá cắt Nhật của Kabushi. Rất chất lượng luôn, hộp kim loại luôn này, xịn chất lượng. Đó. Keo hai thành phần thì bên em vẫn còn hàng để phụ bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cái keo hai thành phần này. Đấy, keo hai thành phần. Cái này thì về xài hay lắm. Đó, về các bác dùng để vá lốc máy này, rồi là những cái chỗ sắt thép có thứ là nó bị thủng lỗ ra thì các bác về các bác giá vào. Cái con này ấy là nó rất là cứng luôn, khi mà các bác để nó khô đi nó siêu cứng luôn, các bác có thể dùng máy khoan máy đục các bác đục thoải mái luôn. Đấy, không lo nó bị bể nhá. Đấy, cái này rất là dễ xài, nó sẽ có là hai típ như này. Đấy, hai típ đây em sẽ mở ra bác coi. Đấy, về các bác mở cho cái nắp này ra nhá, mở cái nắp này ra. Đấy, mở ra thì nó sẽ có hai loại keo. Đấy thì một màu vàng và một cái màu xám này, thì cái này em hướng dẫn bác dùng luôn nhá. Thì về là các bác mở cái nắp ra, sau đó các bác lấy cho em cái xi lanh bóp này, các bác bóp nó vào, ấn nó ra, ấn keo. Đấy, ấn keo. Đấy là nó sẽ lòi ra này, các nhìn này. Đấy, em ấn keo là nó sẽ lòi ra. Đấy thì khi mà nó sẽ lòi ra rồi thì các bác cho vào một cái miếng gì đó. Đây, như là. Đấy, ví dụ các bác đựng nó vào đây. Đó, đựng nó vào đây nhá. Sau đó là các bác dùng cái một cái miếng giấy, các bác trộn hai loại keo này vào nhá. Đấy, trộn hai loại keo vào nhau và bắt đầu là các bác phết vào những cái chỗ mà các bác cần phết. Đấy, phết vào những cái chỗ nào mà nó bị lủng cái thứ gì đó. Đấy, phết vào. Con này khi mà các bác để khô đi nó cứng dã man luôn. Đấy, các bác vá những cái con lốc máy này, những cái chỗ mà nó lủng này, vá những cái chỗ sắt thép nó lủng, các thứ nào nó bị thủng ra, các bác vá vào.
cực kỳ cứng luôn đấy, mà vá mà nó liền vào luôn nhá. Đấy các bác, trước khi mà các bác vá vào được, các bác đánh sạch cái chỗ cái mối các bác cần vá đi. Đấy, đánh sạch nó đi, sau đó các bác vá vào, nhớ giúp em là các bác phun hai loại keo này ra, sau đó là các bác trộn nó vào nhá. Đấy, trộn đều vào với nhau, trộn đều vào nhau để các bác trộn thật đều vào để cho nó kích hoạt hai cái thành phần keo vào với nhau thì nó sẽ tăng cái độ cứng của nhá, tăng cái độ cứng lên đó. Lên mã giúp em sẽ gây cái tip vỉ keo hai thành phần nha. Đấy, hai thành phần, một là thành phần A, thành phần B về trộn vào nhau và các bác phết vào, các bác vá vào nhá. Đấy, các bác có dính vào. Một cái tip này là 40.000 một tip nhá. Lên mã thì em sẽ cái keo hai thành phần nhá. Đấy, keo hai thành phần. Bên em đang bán cho bác là 40k nhá, hay còn gọi là keo AB đấy. Nhiều bác hay gọi là keo AB nhưng bên em hay gọi là keo hai thành phần nhá. Hai thành phần. Đấy, thành phần A, thành phần B trộn vào nhau và thành một cái dạng keo siêu cứng, siêu chắc, siêu bền. 40k một bộ keo hai thành phần này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây bàn chải sắt nhá. Cây này thì dùng rất hay luôn. Đấy, các bác dùng về để mình đánh cọ rửa những cái chỗ nào mà nó rỉ sét này, những cái chỗ mối hàn sắc lắm, cái phần đầu này, đầu của nó những cái đầu dạng đầu thép này, đấy, nó rất là sắc luôn và nó đánh rất là sạch nhá. Đấy, nó thiết kế dạng bàn chải, các bác cầm sử dụng rất là tiện đó. Về các bác dùng để đánh sạch những cái mối hàn, những cái chỗ mà nó rỉ sét nhá, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bàn chải sắt nhá. Bàn chải sắt bên em đang gửi bác một cái cây bàn chải sắt như này với giá là đi 15.000 một cây thôi, chỉ có 15.000, giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua nhá, 15k. Đấy, gia đình nào hầu như cũng cần dùng, hoặc anh em thợ thuyền các bác hàn xì cũng nên có một cái nhỉ. Đấy, mình đánh những cái mũi hàn rồi là gia đình vệ sinh những cái chỗ mà nó rỉ sét các thứ, giờ cầm các bác đánh vào rất sạch luôn đó. 15k một cây nhá, 15k một cây bàn chải sắt nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi. Đấy, giá thì đợt này thì siêu tốt của bác luôn, 20.000 một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nha. Đấy, 20.000 một vỉ nhá. Một vỉ này là 10 đôi. Về các bác xài gia đình nhà mình quá đẹp luôn. Đây, phần đầu mạ vàng này. Đấy, phần đuôi đũa này. Có làm nhám chống trơn trượt nhá. Nhiều bác hỏi em là cái đũa này có trơn trượt không, thì về các bác cứ gắp thoải mái, hoặc là các bác cứ đi nhà hàng khách sạn ấy, nhiều chỗ ấy toàn dùng cái đũa này thôi. Đấy là các bác biết là chất lượng của nó như nào rồi, mà nhà hàng các thứ là người ta tuyển chọn. Đấy, cái này bên em cũng bán ở nhà hàng các thứ khá nhiều, mỗi lần nó lấy cả chắc phải cả 100 vỉ luôn đấy, về nó xài nhìn nó đồng bộ, mà thứ hai nhìn nó đẹp, mà thứ ba nhìn nó sạch sẽ. Dòng này thì chất liệu của nó là sợi thủy tinh nên là các bác dùng yên tâm, không lo nó nấm mốc và không lo nó bị cong vênh nhá. Đấy, mà nhìn nó rất là sang trọng lịch sự đó. Dòng đũa Hàn Quốc nhá. Đấy, đũa Hàn Quốc một vỉ là 10 đôi nhá, giá thì quá rẻ để các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi, một vỉ này là 10 đôi, hàng của Korea này. Đấy, Korea, một vỉ đũa 10 đôi, đũa Hàn Quốc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá, với giá là đi 20.000, 20k thôi, bán giá dễ mua được bác luôn, 20k một vỉ 10 đôi. Đấy, mới keo nguyên hộp nha. Đấy, về các bác mua về thay hết những cái đũa ở nhà đi. Đấy, mua cho em cái đũa này về, mình nhìn nó đồng bộ, nhìn nó lịch sự sang trọng. Đấy, sạch sẽ, ok, 20k một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá. Cái dòng thớt inox này, thớt inox 34, hàng của thương hiệu Wailing nhá, thương hiệu Wailing. Dòng này thì bên em bán quá nhiều rồi. Đấy, dòng thớt inox hai mặt nhá. Đấy, nó rất là hay. Cái này của nó là hai mặt, đó, một mặt nhựa này, đấy, để các bác dùng để thái thiếc rau củ quả, hoa quả ở đây, ok này. Và một cái mặt là bằng inox nhá. Mặt inox này các bác dùng để chặt chiếc thứ cho em, ok luôn. Hàng logo Wailing này. Kích thước này của nó thì sẽ là chiều dài là 42, chiều rộng của nó là 30, su 304. Đấy, có phần quai sách, quai đeo nhá. Đó, rất to luôn, to lắm. Một chiếc thớt cầm rất là nặng. Đấy, cầm nặng lắm. Đó, cầm nặng đầm. Bên xung quanh thì bo một lớp nhựa. Nhựa để các bác khi mà sử dụng, nhựa thì các bác để trên phần bàn mặt kính, mặt đá hoa. Đấy, không lo nó bị trơn trượt nhá. Đấy, không lo nó bị trơn trượt. Con này các bác cứ chặt chặt này, rồi là các bác mặt này các bác chặt này. Mặt bên này các bác thái thiết cho em thoải mái luôn. Đó. Inox 304. Đấy. Logo Wailing nhá, logo Wailing rất xịn sò, ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thớt Đức inox hai mặt nhá. Giá của nó thì cực kỳ bình dân luôn, chỉ có 210.000 thôi. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái thớt Đức nhá. Thớt Đức hai mặt. Đó, thớt Đức hai mặt. 210k. Đấy, bao ship giá quá hạt rẻ bình dân. Đấy, bình thường các bác mua những cái thớt gỗ kia các thứ giờ đã khoảng tầm 500-600 với được một cái thớt gỗ nghiến ngon, nhưng mà đây các bác mua cho em cái dòng này, dùng hai mặt mà những cái dòng này, này dùng nó rất là sạch, không lo nó bị mùn miếc thứ giờ nhá. Đấy, inox thì dùng nó rất là sạch. Đấy, dùng không lo mùn miếc mà nó an toàn vệ sinh thực phẩm, nói chung là ok. Đấy, phần móc đeo thớt thì khá là to luôn, các bác chặt gà chặt vịt rồi là
thái rau củ quả cho em vào đây thoải mái luôn. Đấy, Tết con này bên em bán rất là nhiều luôn đấy. Đấy thì sang đầu năm nó tiếp tục có hàng thì bên em sẽ quay và gửi các bác. Đấy, bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này liên hệ với em nhá. 210k một cái. Dòng thớt inox hai mặt các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cọ xoong thông minh này. Đấy, một cái cọ xoong thông minh dùng rất là hay luôn. Đấy, một chiếc cọ xoong thông minh nhá. Về các bác xài cái này rất là ok. Ở đây nó sẽ có một cái đầu đầu cọ này, đầu cọ các bác cọ rửa những cái vết bẩn xoong nồi nhà mình này. Đấy, và thiết kế rất hay là thông minh. Về các bác mở cho nó lắp ra. Các bác đổ trực tiếp dầu rửa bát vào đây nhá. Đấy, đổ trực tiếp dầu rửa bát vào đây. Đấy, và các bác đậy cho cái nắp này vào. Đó. Và lúc nào các bác muốn xài dầu rửa bát thì các ấn vào đây thì cái dầu rửa bát nó tự động nó sẽ phun ra và các bác dùng cái này cứ đến các bác dùng các bác thì các bác cọ thôi. Đấy, không mình không cần phải động tay lên nhá, rất tiện dụng luôn. Đó. À, bên em sẽ bán lẻ một cái này với giá là 15.000. Đấy, còn nếu các bác muốn mua theo combo là 10 cái nhá, 10 cái thì sẽ có giá là 120.000. Còn các bác lấy 5 cái thì bên em sẽ tính cho bác giá hữu nghị hơn, 70.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cọ xoong thông minh. Đấy, cọ xoong thông minh này. Đấy. 10 cái nhá, 10 cái thì sẽ có giá là 120. 5 cái thì sẽ có giá là 70.000. Đấy, còn nếu mà các bác lấy một cái thì sẽ có giá là 15k. Đấy, một cái là 15k. Cọ xoong thông minh nhá, 10 cái 120, 5 cái 70.000, một cái là 15.000 nhá. Đó thì các bác có thể mua theo combo hoặc mua lẻ một cái, hai cái đều được. Bên em sẽ đều có bán nhá. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Đó, đấy về các bác đổ trực tiếp dầu bát vào đây. Đấy các bác bấm này, xoay này. Đấy, rất sạch sẽ ngon lành luôn nhá. Bát đĩa xoong nồi là các bác đều có thể sử dụng luôn. Đấy, đổ dầu bát vào, đậy nắp vào. Đấy, bóp bóp cái là nó ra luôn. Đấy, mình rửa xoong rồi nồi rất tiện dụng, đỡ bị bẩn tay. Đấy mà rất là tiện. 15k một cái nhá, bán lẻ là 15.000 một cái nha. Lấy 5 cái tính các bác 70.000, lấy 10 cái tính các bác 120.000. Đấy, cọ xoong thông minh nhá. À, dòng thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp tăm bông. Đấy, tăm bông để về các bác ngoái tai. Báo giá bác luôn, một hộp tăm bông này thì sẽ có là 200 chiếc với mức giá là 20k một hộp nhá. Lên mã giúp em sẽ là hộp tăm bông mà đây còn là hai đầu luôn. Đấy, hộp này là hai đầu. Đấy, hai đầu. 20k một hộp nhá. 100% là chất liệu là bằng cốt tông nên các bác sử dụng rất an toàn. Đấy, có diệt khuẩn thứ đầy đủ hết luôn. Đó. Lên mã giúp em sẽ là hộp tăm bông, em bóc cho bác coi một hộp này. Một hộp này là 200 cái luôn, dùng thoải cả mái luôn. Đấy, các về các bác xài thì xài cả 5 giờ hết luôn. Đấy, bác nào dùng ít xài cả 5. Đây, một hộp của nó này. Đấy, nó là dạng tăm bông hai đầu nhá, hai đầu. Đấy, một đầu nhọn và một cái đầu tù. Đó, rất ok luôn. Sạch sẽ, an toàn mà giá nó bình dân. Bình thường các bác mua những cái hộp mà 200 cái này ra quán hiệu thuốc các thứ là ít phải 30-40 nghìn hộp luôn. Ở bên em bán các bác chỉ có 20.000 thôi. Hộp tăm bông 200 cái nhá, hộp tăm bông 200 cái. Giá đang bán bác là 20k một hộp này. Đấy, một hộp này là 200 cái mà là hai đầu luôn. Đấy, hai đầu luôn nhá. 20k một hộp tăm bông 20 cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cây cưa gấp đen trắng. Đợt này thì em vẫn đang giảm giá xả kho cây cưa này. Giá của nó thì chỉ có 50.000 một cây thôi. Đấy, cưa gấp đen trắng nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng. Về các bác cưa cành, cưa cây sử dụng làm vườn làm tược rất ok luôn. 50.000 một cây nhá. Dòng cưa lưỡi kép và khi mà các bác xài các bác có thể gấp gọn vào, rất tiện cho việc mang đi mang lại. Đấy. Đây. Con này thì của thương hiệu Fugu. Đấy, Fugu Japan nhá. Dòng cưa lưỡi kép nhá. Đấy, cưa rất là ngọt luôn. Đấy, nó có những cái phần hở hạt bưởi này, các bác cưa thì cái phần mùn nó sẽ đẩy qua những cái phần hạt bưởi này thì nó tạo cái rãnh cưa nó thoáng, cưa rất là nhanh. Phần tay cầm này đều được bọc cao su chống trơn trượt và cái tay cầm nó khá là dài. Các bác cầm khi mà các bác kéo các bác giật cưa nó có lực nhá. Nó có lực thì khi mà các bác cưa nó cưa rất là nhanh, dễ cưa. Đó. Chiều dài lưỡi của cái dòng cưa này thì sẽ là 30 cm. Đó, lưỡi dài là 30 cm nhá, lưỡi dài 30 cm. Và cái phần tay cầm nó rơi vào khoảng tầm 30 cm nữa thì tổng chiều dài khi mà các bác duỗi ra thì nó rơi khoảng tầm hơn 60 cm. Còn nếu các bác gập vào nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, gập vào nhỏ gọn là khoảng tầm 30 cm thôi. Đấy, khá là nhỏ gọn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gốc đen trắng nhá. Giá thì rất bình dân dễ mua. 50.000 một cây nhá. 50k một cây cưa gốc đen trắng nha. Là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore, rất xịn sò ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì
dung tích của nó sẽ là 24 ml nhá, 24 ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho mình yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao lại làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con nó bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24 ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24 ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24 ml này, 24 ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Rồi, cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đó là cái bộ nồi Đức 6 món nhá, bộ nồi Đức 6 món, hàng với shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy, ship code thì sẽ là đi 700. Ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu các bạn. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, made in Germany nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy, một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy, 5 lớp luôn này. Đấy, song to. Hàng này 5 đáy, 5 lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này, đó. England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Đó, một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này. Có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây, một con này nữa này. Đấy, một con này nữa này. Thôi, nói chung em quay lướt thôi, em không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá. Chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dẫn chắc chắn lắm nhá. Tay cầm đầy đủ luôn. Có vung viếc đầy đủ hết luôn các nhá. Đây, có vung viếc ngon lành luôn này. Đó.
Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo ấy nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có dơ khoảng tầm 25 cm nhá. Dơ khoảng tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng 5 đáy này. Đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. À, toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4, 4 cái nồi này, 4 cái nồi có quai quai B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy, các bác cùng xem lại lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó, thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn, nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái.